Now Hello, hello. welcome everyone. Because they are saying hello in the chat. Hello, good afternoon. Nice to see you also. Okay, let's open the. Các quyền lại cho em nha thầy. Okay, để xem nào. Yes. Okay, good evening, afternoon. Today is Dr. Atala Gutierrez. I'm very difficult to pronounce your name. I know. And she will introduce and about a topic about regulatory implosion in the science of lower organic food endoscreened decrypting chemicals. Dr. Estella will share us in 2 hours, including translation by Mr. Lê Ngọc Hiệp. And then we have 1 hour for discussion and question. And we divided into a group. Mr. Thai will chair the meeting. Okay. Now your turn, Dr. Atala. Thank you. All right. Okay. So I'm going to share my screen for everyone because I would like to start with a video. As everyone knows, there is now running the COP26 in Rome, an international meeting from all the countries, just discussing about what we are going to do with the environment, right? So I'm going to share with you a video, which I think it's quite interesting for us to discuss today. It's just about 2 minutes, but it's quite interesting. Maybe you already watched the video, but we are going to share. And I'm going later, I'm going to share my screen with some slides. Brief introduction, just to better understand why I'm actually explaining what I'm explaining. I've been working for my government during the last 21 years, as I told you last Monday. And after that, I decided to become a professor in the university. But because I was working with the government first and then in the education later, I just crossed the information in between all the public institutions. And then I can understand now better what is actually the problem we have, global problem with the environment and with this substance that we are going to study today. Okay, Dr. Otelas, I will. Oh, right. Translation right. For everyone. Yeah, okay. Nhỏ lớn lên thì hiểu. Yeah. Thì recording in progress. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài về các cái chất gây rối loạn nội tiết. Thì trước khi mà tôi trình bày các cái slide PowerPoint đó, thì tôi sẽ trình chiếu một cái đoạn video clip tầm khoảng chừng 2 phút thôi, nói về cái cuộc họp mà đang diễn ra ở Prom, là gọi là COP26. Thì sau đó thì tôi sẽ trình bày các cái slide này. Thì trước khi mà tôi trình bày cho các bạn xem cái video clip, thì tôi cũng giới thiệu sơ lược về cái tiểu sử của bản thân. Thì giống như là hôm trước là bữa thứ hai đó, cũng đã trình bày, đã chia sẻ với mọi người là tôi hiện nay là có 21 năm kinh nghiệm. Trước đây thì tôi làm ở tổ chức chính phủ, rồi sau đó thì tôi mới nghỉ việc ở chính phủ, và tôi mong muốn là tôi đưa những cái kiến thức
mà tôi có được trong cái quá trình mà tôi làm tiến sĩ để mà hỗ trợ cũng như là giảng dạy ở trong cái trường đại học. Yeah, okay, let's start. All right. Okay, I share my screen now. Okay. I can listen like an echo. I don't know if because of someone is not mute. Okay. Yeah, it's okay now. Right. So let's start this video. I have the subtitles in Vietnamese for you to better understand. All right. Okay, cô sẽ mở cái video clip này và mở luôn cái subtitle bằng tiếng Việt. You okay? You need a minute? Cool. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. Let me tell you, and you kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Right, so it's now or never, right? This is what the video says. And my thesis doesn't say that we are going to extinguish. In my opinion, we are going to have a metamorphosis. So we are going to adapt, but we need to see what is happening. And we all have a big responsibility in this matter. Okay, let's start the slides. Here, if you want to translate. Dr. Lass, you can go ahead. Okay. Okay, so we are going to talk about food safety and what happened with those chemicals like pesticides and other products, chemical products that we are actually using or we are exposed in the environment every day. And the name is endocrine disrupting chemicals. Đang dự định sẽ giới thiệu cho các bạn là các cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, những cái loại hóa chất giống như là thuốc bảo vệ thực vật hoặc là các cái sản phẩm mà về hóa chất khác mà hiện nay mà chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày đối với môi trường, thì các cái chất này được gọi là các cái chất gây rối loạn nội tiết hay là EDC. Yes. So you are going to listen some
some information that may you may think that it's impossible, that it's happening, and the governments are doing nothing for us. Chúng ta sẽ lắng nghe các cái thông tin mà nó rất là tuyệt vời, cũng giống như là những cái thông tin mà thật sự là khó có thể xảy ra khi mà chính phủ là không làm những cái gì cho chúng ta. But this conference today have more than 10 years of university research behind. So it is actually well fundamented. Buổi thuyết trình ngày hôm nay thì chủ yếu là sẽ dựa vào là hơn 10 năm kinh nghiệm tiến hành nghiên cứu của tôi ở trường đại học. Okay. What we can do after, whether you have a business, whether you are just a citizen or you are working in the government, you are a student, wherever you are, we can do something in our environment. This is the objective of this conference. Chúng ta sẽ làm cái gì? Nếu như là chúng ta là những người kinh doanh. Estella, can you turn back your slide? Okay. Nếu là chúng ta là những người kinh doanh, hoặc là chúng ta là những người dân chính phủ, hoặc là sinh viên, hoặc là những người làm giáo dục, thì chúng ta sẽ làm cái gì đối với là khi mà ở cái hội nghị mà COP26 này để mà bảo vệ môi trường? Okay, so let's start to know what is endocrine disrupting chemicals. We have an endocrine system, right? We have some cells in our organs. We have these cells. And in these cells, we have so many hormones that they have to enter in the cell to communicate the nature functions, the natural functions. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem coi là cái chất mà gây rối loạn nội tiết ADC này là cái gì. Thì để cho các bạn, mọi người có thể hình dung ra được cái bài hôm nay á, thì chắc tại vì hồi nãy là tưởng đâu cô sẽ có một cái phần cái slide để mà cô chia sẻ nội dung tóm tắt của cái bài ngày hôm nay á, thì do là cô không có chia sẻ cho nên là tôi cũng xin phép là sẽ nói thêm một tí để cho mọi người có thể là hình dung ra được cái bài hôm nay. Thì các cái chất mà gây rối loạn nội tiết này á, là tất cả các cái chất mà từ thuốc trừ sâu, chất thải nhựa, mọi thứ, và nó có liên quan là khi mà nó vào cái cơ thể của mình thì nó có thể là gây ra các rối loạn nội tiết, mà từ các rối loạn nội tiết này nó có khả năng là nó sẽ ảnh hưởng là đến sức khỏe của chúng ta, nó sẽ gây ra các cái bệnh. Và trong khi đó thì những cái người mà làm luật pháp hiện nay, tất cả các cái chính phủ ở trên thế giới cũng giống như là các cái nước thì đang có những cái đưa ra những cái chính sách gì về mặt pháp luật, hay là họ chỉ đi đưa ra là những cái giải pháp mà về mặt là chỉ đưa về cái phần giải quyết phần hậu quả thôi. Thì ở đây thì các bạn cũng có thể thấy là ở trên cái màn hình đó là có một cái tế bào. Thì ở đây tôi sẽ giải thích thêm một tí về cái tế bào này. Theo như nguyên tắc bình thường đó, thì cái tế bào này là bình thường là nó sẽ có một cái bộ phận, nó sẽ nhận những cái hormone, mà những cái hormone nó vào trong cái cơ thể đó thì nó sẽ chủ yếu là nó sẽ giúp cho cái cơ thể hoạt động bình thường. Thì trong khi đó khi mà chúng ta là bị nhiễm các cái chất mà gây rối loạn nội tiết này á, các cái chất mà mình đang xem ở trên màn hình nó là cái màu xanh đó, thì các cái chất này nó khi mà nó vào nó sẽ cạnh tranh với các cái hormone, nó thay thế các cái hormone và nó gây ra các cái hiện tượng gọi là gây rối loạn nội tiết, và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. So what is these chemicals doing? They are blocking the hormones, like for example testosterone that helps men to develop, or other kind of hormones, but mainly they are blocking the testosterone, the masculine hormone. So the hormones cannot do their job. Ở đây thì khi mà các cái hormone này á, khi mà các cái chất gây rối loạn nội tiết này nó vào trong cơ thể của con người, nó gây ra là nó sẽ cạnh tranh, nó sẽ ngăn chặn cho các cái hormone nó không có liên kết được với tế bào. Thì ví dụ giống như là cô đưa ra là có một cái hormone, ví dụ như là testosterone là một cái hormone cho nam á, thì sẽ ngăn chặn và gây ảnh hưởng đến các cái vấn đề sinh dục cho nam. The most important
what is happening, the most important thing in this situation is for the babies, right? When the baby is in the womb, when they are in their mom womb, and they are developing their brain, for example, this is very dangerous for them because all of those substances, they can pass the placenta from the mother, and those hormones are not doing the job. So the testosterone is not well communicating to the baby, to the fetus. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là một cái hình có cái bào thai của một em bé. Thì ở đây nếu như mà khi mà các cái chất gây rối loạn nội tiết này nó đi vào cái cơ thể của người mẹ, khi mà người mẹ mang thai, thì nó sẽ gây ra là những cái vấn đề rất là nguy hiểm khi mà nó sẽ làm thay đổi đi các cái hormone của cái đứa trẻ này. Ví dụ giống như là một cái đứa trẻ mà khi mà đi vào đó, mình lấy cái ví dụ phía trước đó là mình sử dụng cái testosterone, thì nếu như mà các cái chất này nó đi vào thì cái cơ thể của đứa bé đó, ví dụ như là bé đứa bé là nam đi, thì đứa bé là nó sẽ bị ngăn, nó không có cho cái testosterone nó hoạt động, thì nó có thể là nó biến đổi về mặt giới tính. All right, we are talking about testosterone, but because it's quite related to reproduction, but there are many other hormones that are getting imbalanced because of these endocrine chemicals. Chúng ta là lấy một cái ví dụ khá là quen thuộc về cái testosterone thôi. Thì ngoài cái testosterone này ra thì chúng ta sẽ có là các cái hormone khác ở trong cái cơ thể con người để giúp cho cân bằng cũng như là điều hòa cuộc sống của con người. The endocrine system is not only about the reproductory system, it's also related to all of these organs that you can see here, and it's already translated in Vietnamese for you. So take a look also in thyroids here, and also the neuroendocrine system, which is very important for our understanding, actually, our memory and the way we work. Ở trên cái hình mà các bạn đang xem đó, thì tại vì là cái hình này là lúc ban đầu là bằng tiếng Tây Ban Nha, cho nên là tôi cũng có chuyển qua tiếng Việt cho các bạn có thể hình dung. Thì ở đây là một cái hệ thống nội tiết. Hệ thống nội tiết này là tập hợp tất cả các cái tuyến mà sản xuất ra hormone. Nó điều chỉnh cái sự trao đổi chất, tăng trưởng và phát triển, cũng như là chức năng của mô, chức năng tình dục, chức năng sinh sản, chất ngủ và tâm trạng. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy là nó có rất là nhiều các cái tuyến hormone. Ở đây ví dụ như là từ vùng dưới đầu tuyến yên, tuyến giáp cho đến là các cái bộ phận về mặt sinh dục giữa nam và nữ, ví dụ như là buồng trứng, tử cung hay là tinh hoàn. So in summary, you need to know how important are hormones for our health, right? Because hormones are in charge of almost every action in our bodies. This is the summary for us because we are not doctors like in health, right? So the most important thing, the idea is just you to know how important are hormones for every of our functions. Ở đây thì chúng ta cần phải biết được là cái vai trò của các cái hormone này nó có cái vai trò gì, tác dụng gì đối với trong cái cơ thể của con người. Mặc dù là chúng ta cũng không phải là những cái người bác sĩ, nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết được là các cái hormone này ở trong cái cơ thể của con người nó hoạt động ra sao, và nó khi mà nó bị ảnh hưởng bởi các chất mà gây rối loạn nội tiết này thì nó sẽ như thế nào. So those substances, there are many substances, and we are going to know now where they are present, right? So those substances are entering in our bodies by dermis, by digestive system. So eating food, for example, respiratory system also. So they can enter in so many ways in our bodies. Khi mà các cái chất gây rối loạn nội tiết đó, nó sẽ vào ở trong máu, và sau đó thì nó có thể là xâm nhập và nó có thể là đi trong cái cơ thể của mình, là ví dụ như là qua cái lớp hạ bì, lớp này ở dưới da, nó sẽ thông qua là các cái quá trình là cái hệ thống tiêu hóa, nó sẽ đi đến quá trình
quá trình tiêu hóa là thông qua cái quá trình mà mình ăn uống đó. Ngoài ra thì nó sẽ đi đến là cái hệ hô hấp là trong thông qua là việc mình hít thở. Today in Europe, they found more than 553 endocrine disrupting chemicals. And some of the names that are more important for us, because we can find everywhere in our lives, are phthalates, BPA, PFOS, POPs, this is pesticides, herbicides, plaguicides. All of these are names that we should know very well, because they are like normal in our lives and we should avoid them. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là đây là một cái danh sách mà 553 loại các cái chất mà gây rối loạn nội tiết á, từ cái cơ quan của châu Âu. Thì ở đây chúng ta có thể cần phải nhớ các cái tên này, bởi vì là các cái chất này nó đang là gây hại rất là nhiều đối với sức khỏe của con người. Ví dụ giống như là chất phthalates, BPA, PFOS, POPs, đây là các nhựa ha, thuốc trừ sâu và là thuốc diệt cỏ. Okay, and now, like what is real now is that we already found many of those substances in the urine of and human feces. So all of those substances, it is clear that they are in our bodies because we already found them. Chúng ta là cũng cần phải biết được rằng là hiện nay đó là cái nghiên cứu khoa học, với lại người ta cũng đã chứng minh được rằng các cái chất mà gây rối loạn nội tiết này nè, nó đã được tìm thấy ở nước tiểu cũng giống như là phân người. And this is important for you to know. You may think, okay, if this is so important and very dangerous, why the government is not doing anything for us, right? To keep safe the society. Well, they are doing. This is too big to regulate, but they are actually regulating those substances. But this is what happened. As soon as the government can regulate one chemical substance, the chemical and companies, they can produce three new chemicals every day. And for the government, it takes more than 1.5 years to test only one substance to know whether it's or not dangerous for us. So if the chemical companies are creating three every day and it takes 1.5 years to prove that one is dangerous for us, obviously there is something impossible to regulate here. Ở đây thì cô nói đến là tại sao á thì các cái chất này á nó gây hại cho sức khỏe của con người, nó cũng giống như là nó rất là gây nguy hiểm, nhưng mà tại sao chính phủ á không có đưa ra là những cái giải pháp để mà bảo vệ. Thì ở đây cô có đưa ra là một cái phần này là nó rất là rộng, bởi vì là để mà kiểm soát được các cái chất mà gây rối loạn nội tiết này, ví dụ như mình nhìn trên màn hình đó là nó có phthalates, nó có BPA, nó có rất là nhiều thứ, thuốc diệt trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thì nó có rất là khó ở trong cái tình hình hiện nay. Lý do là như thế này, bởi vì là cô đưa ra là một cái ví dụ giống như là một ngày đó thì một cái công ty đó nó có khả năng là nó có thể là nó sản xuất ra, nó phát triển ra là 3 cái loại hóa chất, mà trong khi đó là cái chính phủ á, là cái cơ quan chính quyền á, là họ cần phải dành ít nhất là phải từ là một cái đến là nửa năm để mà có thể là kiểm soát, có thể là đưa ra được những cái quy định cho các cái chất này. Thì do nên là cái sự gọi là cái sự đồng bộ, cái sự kiểm soát, cái khả năng kiểm soát của chính quyền đối với các cái công ty mà sản xuất ra các cái thuốc trừ sâu, các cái chất mà gây rối loạn nội tiết này thì nó rất là khó. Okay, where we can find endocrine disrupting chemicals? We can find them everywhere, as I told you, and this is why it's very worrisome. Okay, we can find them in when we have, for example, a TV at home or a computer, and the computer is warm. We can see this dust, the white dust, in our tables or at home,
This dust, the white dust, it is actually, it contains actually bisphenol A. Ở đây thì chúng ta thấy được rằng là cái các cái chất gây rối loạn nội tiết này thì nó nguy hiểm, nhưng mà chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu? Thì đầu tiên nhất là chúng ta có thể là tìm thấy là các cái chất này á, là ví dụ đầu tiên đó là có thể thấy ở các cái TV hoặc là cái máy tính ở nhà đó, khi mà chúng ta mở nó lên thì nó trở lên là nó nóng hơn hay là nó nóng lên, thì ở đây á, là nó sẽ sinh ra là các cái hạt, ví dụ giống như là cái hạt nó bay lơ lửng, rồi sau đó là nó có thể là nó sẽ kết hợp nó ở trên cái mặt bàn á của nhà mình, sau đó là mình có thể là mình hấp vào, mình hít vào. What we can do then? Right now, the only thing we can do is to minimize the exposure to those chemicals, right? So what we can do in this case, try to don't let your computer on, not even in a standby. When you don't use the electronic devices at home, just turn off, and you are going to minimize a little bit your exposure at home. Ở đây thì chúng ta cần phải làm cái gì để mà chúng ta giảm thiểu được cái sự tiếp xúc này, cái chất mà gây nguy hiểm mà từ cái TV hay là cái máy tính này. Thì ở đây là cô đưa ra một cái giải pháp, đó là chúng ta khi mà chúng ta không sử dụng đó thì chúng ta tắt nó luôn đi. Không cần là phải lúc mà ví dụ như tắt bình thường mình tắt mình vẫn còn để điện đó. Thì bây giờ là mình tắt hết, mình giống như là mình làm cho nó là thấp nhất có thể là nó, sự ảnh hưởng của nó đối với cái cơ thể của con người. Because the problem is when those materials, plastics, or any device made by plastic, when they are warm, and we are living in Vietnam, and Vietnam is very warm, you know, it's a hot weather. So when they get warm is when those chemicals release to the environment, okay? It's with the temperature. Thì cái vấn đề nằm ở đây á, là do là các cái vật liệu mà dùng để mà làm TV hoặc là các cái máy tính á, là chủ yếu là có cái chỗ là cái mình sử dụng là nhựa plastic á. Thì khi mà chúng ta mà ở bên Việt Nam á, thì chúng ta có khí hậu là nó nóng. Thì do đó mà khi mà khí hậu nóng rồi á, thì nó sẽ có thể là nó sẽ làm ra là các cái chất mà gây nguy hiểm, ví dụ như là cái chất mà gây rối loạn nội tiết này vào môi trường, khi đó là chúng ta có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. We can also find BPA in the tickets. When we go to the supermarket and they give us this ticket, you know, when you keep this ticket in your pocket or in your house, and in some time the tint, the letters disappear. They disappear because it is actually bisphenol A. It's made by bisphenol A. Ở đây thì chúng ta cũng có thể coi một cái ví dụ khác là đối với cái máy tính tiền á, thì khi mà chúng ta lấy được cái hóa đơn đó, cái hóa đơn của cái máy tính tiền đó, thì khi mà chúng ta để vào trong cái túi của mình, thì các cái chất, các cái chữ á, mình để một thời gian á, thì các cái chữ này nó bị mất đi. Thì các cái chữ này á, là nó cũng là bisphenol A. So what to do? Okay, one, don't take the ticket if you don't need it. Or second, take a picture of the ticket. But try to don't keep in your hands, because as soon as those the tint is with your skin, you are being exposed to those chemical. Okay, thì ở đây chúng ta có cái giải pháp mà đối với để mà tránh hạn chế được cái sự ảnh hưởng của cái hóa đơn này. Thứ nhất là cô đưa ra là chúng ta bỏ nó đi, chúng ta cũng không cần đó. Mà nếu mà cái thứ hai, mà nếu như mà chúng ta muốn cần nó đó, thì chúng ta cần phải chụp một cái hình của nó thôi, để mà hạn chế sao đừng giữ nó trong cái bóp, hoặc là chúng ta hạn chế sao mà cho da của mình nó đừng có tiếp xúc với nó. Thì ở đây là các cái chất này là chất gây rối loạn nội tiết, có thể gây nguy hiểm cho mình. So just to let you know, in Europe
it's already forbidden. These machines making these tickets is forbidden. And especially for the pregnant woman, it's forbidden to be in the cashier touching these tickets. They are also in the tins, inside the tins. They, you can also find them in that, you know, the babies, when you have a baby, don't use any device or any tool made by plastic. Don't use it, because as soon as they get warm in the microwave or by the environment, you know, because it's hot in Vietnam, you are going to expose your children to those, to this substance. Okay. In the dentist. Okay, I'm going to pass. Well, this is important here in Vietnam. Okay. We already have the first verdicts, the first statements from the judge in US and also in Spain, talking about the exposure of the people to phthalates, BPA, and other additives that are found in these bottles. So if you are drinking from plastic bottle, try to don't warm the bottle, okay? Try to don't expose the water to under temperature, under the sun, for example. Yep. Hello? Yep, do you want to translate? Sorry, hello, Dr. Estella. Yes. Sorry, I didn't see him here properly. It's the internet connection problem from his side. And I just text a message and probably wait a second. Okay, he'll be going, coming back. Okay. Thank you. Xin lỗi quý anh chị là trong cái lúc mà phiên dịch thì chỗ anh Hiệp có đường truyền internet có vấn đề, anh Hiệp mới bị out ra. Anh Hiệp ơi, anh vào lại được chưa? Mới thấy lúc nãy anh Hiệp mới vào nè. Okay, so did you explain about the water? Okay, anh Hiệp đã vào rồi. Anh Hiệp ơi. So sorry, Estella, my internet connection is unstable. Okay. So can you explain again about what's happened with the bottle? Yes. Yes. So when we expose the plastic bottle to the hot environment, you know, under the sun, these chemicals are being released to the water, and then we drink the water. And then we drink the water, and we get exposed to those chemicals. And we get exposed. Excuse me, Dr. Etala, could you please check your device properly? You using two devices at the same time, so no, it's not me. It's not me. I think someone is mute. Is unmute. Sorry. Maybe, yeah. Okay, keep going. Thank you. Okay. So one thing you can see in Vietnam is that people are moving this water, or are they have a storage this water under the sun. This is something we cannot do it because they are going to be contaminated. And there are already some verdicts, you know, the judgments, telling that this substance can cause cancer. So just we need to be careful with that. Ở đây thì xin dịch lại cho mấy bạn hiểu một tí, đó là đối với các cái chai nước này á, khi mà chúng ta nó mà tiếp xúc chung với cái nước nóng á, thì nó có thể là nó có khả năng là nó sẽ sinh ra các cái chất mà có khả năng là gây ung thư. Khi mà
khi mà chúng ta có thể sử dụng nó, tại vì khi mà nó vào trong cơ thể mình thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Okay, you can also find phthalates in the makeups and creams and moisturizing, all of these shampoos. I know it's quite devastating, right? So I'm going to pass fast. You can see the pictures. When we cook, we can also find some chemicals in these pans. So in the supermarket now, you can find some pans, the tools for the for the kitchen to cook, free of PFOAs. This is the name, and you can already find here in Vietnam, very cheap. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là tìm các cái chất mà gây rối loạn nội tiết đó ở trong các cái mỹ phẩm mà phụ nữ hay sử dụng. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy là các cái chất ví dụ như là cái chất mà PFAS, thì cái chất này là nó sử dụng cho các cái chảo. Cái chảo này thì ở Việt Nam mình thì rất là rẻ thôi, thì mình có thể là mình tìm thấy nó rất là nhiều ở trong các cái chợ, các cái siêu thị thì cũng có các cái chảo này. Và các cái chảo này á, các bạn nhìn ở trên cái màn hình đó là mình sẽ có cái chữ gọi là cái overseason đó, thì cái này là cái chất này nó liên quan nhiều đến là cái chứng là béo phì của con người. From the cars, from the vehicles, we can also find carbon monoxide, which is also bad for the environment, but also for our health, because it contains, for example, aluminium or lead, which is very bad for our neurocognitive system. Ngoài ra thì chúng ta thấy là có cái khối xe này là cái khí CO á, thì ở trong đây là nó có chứa, ví dụ như là nó có chứa là nhôm hoặc là chì, thì đây là những cái chất mà nó có hại rất là lớn đối với cái hệ thần kinh của chúng ta. So we do well wearing a mask like you do here in Vietnam, right? Another very important đó chính là lý do tại sao mà chúng ta cần phải là đeo cái khẩu trang ở trên Việt Nam để tránh khói này. Correct. Another thing that actually this is the main problem we have in Vietnam and around the world are pesticides, biocides, plaguicides, all of these insecticides also, right? Made to kill the insects from the vegetables and fruits that we grow. But when we kill them, we also kill the natural rhythm actually of the environment. So this is why it's so important to produce organic food, or at least to minimize the chemicals in our crops. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là một cái vấn đề rất là quan trọng, rất là nguy hiểm ở bên Việt Nam của mình á, cũng giống như là các cái nước trên thế giới, đó là chúng ta sử dụng các cái thuốc trừ sâu cũng giống như là các cái chất diệt khuẩn á, để mà tiêu diệt các cái con côn trùng sâu hại ở trên farm, ví dụ giống như là ở farm rau hay là farm trái cây. Thì do đó là để mà chúng ta có thể là chúng ta hạn chế được những các cái tác động này á, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ sử dụng là các cái loại hình organic, tức là mình trồng hữu cơ hay là mình sử dụng các cái thực phẩm hữu cơ. So this one that you can see here and you can easily find in Vietnam, but in many other countries, in the normal supermarket, you can find glyphosate, right? Well, this pesticide, I think it's a plaguicide actually, but this one, Roundup from Monsanto. Monsanto have already more than 10 verdicts, more than 10 statements from the court that are telling them to pay hundreds of thousands of dollars to the families because it's cause of cancer. It is already connected, it's related with the lymphatic cancer. So it's proven. Ở
Ở đây thì chúng ta có thể thấy là các cái chất glyphosate này có thể là tìm thấy ở các cái chợ thông thường ở bên Việt Nam. Thì các cái chất này thì chủ yếu là ví dụ như ở Mỹ là có cái công ty Monsanto đó. Monsanto là cái công ty mà nó sản xuất ra các cái thuốc này rất là nhiều, và họ cũng có đưa ra là một cái tuyên bố đó là họ sẽ trả cho những cái gia đình nào mà có cái người mà bị ung thư đó hàng trăm nghìn đô la cho những cái người mà bị ung thư về cái sản phẩm này. We will come back later to talk a little bit more about pesticides, but just to let you know that this is one of the first prevention that we can have eating organic food, right? Or if you have a business, you can start to orientate your business to minimize the chemicals, because it's the future. I can tell you it's the future, and we don't have any other option. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái giải pháp mà đầu tiên để mà ngăn chặn các cái chất hóa học này là chúng ta cần phải ăn các cái loại thực phẩm hữu cơ. Và đối với những cái bạn mà chúng ta là đang chuẩn bị là mình làm những cái mô hình kinh doanh đó, mà mình phát triển các cái sản phẩm về bên nông nghiệp đó, thì mình cần chú trọng về là cái chuyện là mình sẽ phát triển cái mô hình hữu cơ này, bởi vì là nó có thể là nó giúp là giảm thiểu đi là các cái chất hóa học này. Vì đây là một cái gọi là cô nói là một cái mô hình mà kinh doanh mà trong tương lai bắt buộc là phải làm theo cái này chứ không thể nào khác được. Well, there are other places where you can find endocrine disrupting chemicals. This film, for example, in contact with food, it's already forbidden in Europe. Chúng ta có thể thấy là trên cái màn hình đó là mình sẽ có một cái phim, tức là một cái miếng gọi là miếng bao màng của thực phẩm á. Thì chúng ta là hay sử dụng cái miếng bao màng này để mà mình gọi là mình che đậy thức ăn á. Thì cái miếng này là ở bên châu Âu là bị cấm, không có cho sử dụng cái miếng này. All right, now I know you are very very worried, but I need to tell you that it is already proven that all of those substances are cause of cancer related to dysfunctions in the reproductive system, breast, ovaries, testicle, prostate. And then they also cause congenital diseases in children like cryptocrydia and hypospadia. It means that the testicles doesn't descend. Okay, so it's some diseases in the reproductive system. Ở đây thì các bạn cũng thấy được là mình rất là lo lắng khi mà mình sẽ sử dụng các cái chất này, ví dụ như chất hóa học cũng giống như là chất gây rối loạn nội tiết á. Thì ở đây là những cái hậu quả mà khi mà chúng ta tiếp xúc gần với các cái chất này. Thứ nhất và quan trọng nhất đó là bị ung thư. Ung thư mà cái chức năng mà có thể dễ thấy nhất đó là liên quan đến cái chức năng và hệ sinh sản. Ví dụ giống như là về bị vú nè, bị buồng trứng nè, tinh hoàn nè, tuyến tiền liệt nè. Ngoài ra thì đối với trẻ em đó, nếu như mà giống như hồi nãy mình xem một cái hình mà một đứa bé nó ở trong bụng mẹ đó, thì nó có thể là nó có khả năng nó sẽ bị bệnh bẩm sinh. Thì bệnh bẩm sinh này ở đây ví dụ giống như là tinh hoàn ẩn, tức là nó cái tinh hoàn của nó không có, nó bị mất, nó bị ẩn đi, nó không có trong đó. Rồi ngoài ra là có bệnh ví dụ như là lỗ tiểu lệ thấp, ví dụ như ở nam hoặc là nữ cũng có. Okay, so what is happening in summarized, yeah? So we are going to have weaker societies. Okay, so less memory, less capacity to concentrate. This is what is going to happen. And it is actually happening already. So in summarize, it's just we are going to be like pathological aging. We are going to arrive in our old years, right? We are going to get in old, but with a pathologies. And this is why it's so worrying. Hello, sorry. Hello? Yes, yes. Hello? Yes.
Can you hear me? Yep. Can you hear me? Hello? Yep. Can you hear me? Okay, so they can hear me. I think it's you. Le Hiep, it's you. Hello, hello. Yeah, sorry. He lost the connection. Yeah. Should be back soon. Yeah. I don't know why today is. Usually my flight in this evening, when we use microwave, it disrupt Wi-Fi. Yes. Okay, thank you. Is he back? Yes. Okay. So yeah, I was telling that the main problem is that we are going to have less memory, less capacity of concentration, and so many other neurological problems like depression, for example. So many problems, disorders that are going to make weaker societies. Okay, the citizens are going to be weaker. Do you want to translate? Bạn nào có thể dịch được không? Cái mạng biết sao bữa nay nó bị cái gì nó cứ bị ao ra hoài à? Okay. Hello, hello. Oh, yes. Can you help me? Can you hear me, Lehip? Okay, okay. Yes. Yes, okay. Yeah. So the Endocrine Society worldwide network, which was 700 NGOs, they already told that we have this problem. I have echo. Someone is unmute maybe. Yes, okay. Right, so these societies, they say these NGOs, they actually already manifested that the endocrine disrupting chemicals are a worldwide and ubiquitous problem everywhere. The exposure occurs at home, in the office, in the field, in the air we breathe, the food we eat, and the water we drink. So they actually biomonitoring and they told that 100% of humans have a chemical body load, which is quite important. Yep, can you translate for me? Anh Hiệp ơi, anh unmute anh Hiệp. Chưa có unmute nghe. I think he has found a problem with the connection, right? Dr. Kien, are you there? Yes, Miss, you unmute to Miss Nham from Berkeley University. She can help to translate. Unmute for Nham. Ah, right. Okay. Yeah, Nham, let's say. Trần Thị Linh Nhâm. Linh Nhâm. Okay. Đang you co-host for Dr. Linh Nhâm. Okay. Hello everyone, Dr. Chu. Yeah. Hi. Okay.
move on cái đoạn này đi, vì nãy giờ em đang nhắn ở trong này cho nên nghe. Nhưng mà ở cái đoạn này cô ấy nói là bây giờ hiện tại là có người ta đã có cái giới thiệu để làm cho giảm bớt cái chất mà làm cho rối loạn cái nội tiết. Thì chúng ta thấy ví dụ chất EDC, EDCS thì nếu mà có mọi người tìm thì nó làm ảnh hưởng chung. Bây giờ cô bảo cô you can move on for next slide. Okay. You already disturbed and I couldn't get it. Yeah. Okay. The problem with this substance is that they are bioaccumulative and multicausal. It means that if you are exposed today to those chemicals, you are not going to die tomorrow, right? Like with COVID, you need so many years to the exposition to have a disorder. It's cancer or many other disorders, right? But you need so many years. This is why we say that these chemicals are bioaccumulative. Okay, có nghĩa cái từ bioaccumulate có nghĩa là chúng ta bị tích lũy, cái tích lũy sinh học nó tích lũy lâu dài. Có lẽ không có nghĩa là chúng ta xài hóa chất hôm nay thì chúng ta chết ngày mai hay là bị bệnh ngày mai, mà nó là một quá trình tích lũy lâu dài. Accumulate có nghĩa là mình giống như mình tích lũy từng ít một và nó sẽ gây ra nhiều cái tác động lâu dài. And we say that they are multicausal. Why? Because they can cause cancer, they can cause obesity, they can cause hyperactivity in children, they can cause so many other reproductive problems and diabetes. But there are other causes for these diseases. For example, if you eat very bad, you can become obese, right? Or it depends of your lifestyle, you can have all of these disorders also. So not only the exposure to those chemicals are cause of the diseases. This is what means multicausal. Multi là nhiều, causal là nó nhiều nguyên nhân, thì cái này nó, cái chất này nó gây không phải là một cái bệnh, có thể là gây ra bệnh béo phì, có thể gây ra bệnh ung thư, có thể gây ra bệnh rất là nhiều thứ bệnh, có thể làm ảnh hưởng đến sinh sản, reproduction mà cô ấy nhắc. Thường đó là ảnh hưởng đến sinh sản. Ví dụ như chúng ta ăn nhiều thì chúng ta có thể gây béo phì, là cái từ obesity, cô ấy có thể bị gây béo phì. Đấy, đó là một ví dụ. Và trong cái cuộc sống của ta, có nghĩa là cái lifestyle á, là có nghĩa là cái cách sống của chúng ta, nó sẽ làm cho ảnh hưởng nhiều thứ. It happened before, many years ago, with tobacco, lead, mercury, and many other substance from the environment that we create and we have, and it took a lot of time to regulate them because they are also bioaccumulative and multicausal, and it's difficult to establish the causation. Ví dụ như chúng ta thấy tobacco là như kiểu là thuốc này, rồi chì này, rồi thủy ngân này, và rất là nhiều những chất khác, thì nó tác động của chúng ta lâu dài lắm rồi, nhưng mà nó cần thời gian để mình chứng tỏ nó là nó bị bệnh, nghĩa là những cái nghiên cứu sau này. Ví dụ như lifestyle thì chúng ta thấy như thuốc lá hay là chúng ta tiêu diệt chì hay là thủy ngân thì cũng phải mất một thời gian dài để người ta thấy rằng nó tích lũy nhiều để nó gây độc hại. Yeah, move on. Yes. So obesity, for example, it's already proven that it's cause of obesity. What is happening? Well, it's not only that the society, it's becoming more obese, right? If we take a look of the statistics right here, you can find home so many global countries that the obesity was growing, and the coincidence with the entry of those substances in our routines, in our daily routines. Chúng ta thấy là giống như béo phì, obesity là béo phì ấy, thì béo phì chúng ta thấy là nó tăng lên ở tất cả các cái thước. Chúng ta thấy ví dụ như ở đây có
ở Afghanistan, Pakistan và một số nước thì nó tăng đều trong những năm gần đây từ năm 2000. Yeah, this is just an example, but it is around the world. Mm. Okay, and another important thing is that these three countries, for example, they are under development and they are less obvious, as you can see here. So it is actually coincidence with those substances because they are in products that are not for the basic, for the basics, are like in a societies that are more developed. Một ví dụ của coincidence là một cái gọi là cái ngẫu nhiên, nhưng mà chúng ta thấy là ở ba nước, ví dụ Pakistan, Mozambique với lại Afghanistan là những nước gọi là đang phát triển, cho nên là chúng ta thấy tỷ lệ béo phì là người ta thấp hơn về cái lượng thức ăn và này kia nó không đủ. Trong khi thấy chúng ta thấy những cái nước mà phát triển thì cái béo phì nó tăng lên nhiều hơn. Ba cái nước ở dưới mọi người thấy đó là màu ba vòng ở dưới. Ba những cái nước đang phát triển thì cái chúng ta nói là những cái cuộc cái sống cái living cost và những thứ khác thấp hơn. And why I'm telling you that if you are in a business now and you are, for example, farming or you are in a food environment, right? You are selling food or in this supply chain related to pesticides. I'm telling you that you should orientate your business in the way that you need to minimize the pesticides or other endocrine disrupting chemicals, because it goes to the public system thousands of millions of dollars or euros, or it depends of the money, right? But it costs a lot of money to the public health. Then the governments are going to strictly regulate those substances in it's a matter of time, maybe 5 years. So think about if you want a long-term business or short-term business. Ở đây chúng ta thấy là cái tác động của những cái chất trong cái hồi nãy chúng ta nói thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mọi người, cho nên là chúng nó lấy rất là nhiều tiền, cho nên trong vòng những năm tới, những thời gian tới thì người ta sẽ nhà nước người ta sẽ có những chính sách để hạn chế như thế. Cho nên là nếu bạn là một người nông dân hay là bạn chuẩn bị làm được kinh doanh kinh tế thì các bạn sẽ gì, các bạn phải nghĩ đến việc là hạn chế tối thiểu cái lượng mà pesticide là chất, các cái chất chống, ví dụ như thuốc côn trùng hay là diệt cỏ hay là nói chung là tất cả các loại thuốc trừ sâu, để cho cái kinh doanh của mình sau này được lâu dài, thì mình phải xác định là mình phải hạn chế tối thiểu những cái điều đấy cho những kế hoạch kinh doanh lâu dài. Okay, it occurs the same with diabetes actually, and we know now that if you have obesity and you have diabetes, you can actually have a heart attack. So we also found a relationship in between to eat food with pesticides, let's say no organic, with the heart attack. It is already proven. Chúng ta thấy là ví dụ như là diabetes đã là bị tiểu đường, thì cái tiểu đường này là nó làm cho mình bị heart attack là bị tim, thì đã được chứng minh là nó đã được chứng minh là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Okay. So around the world, it started to regulate those substances in 90s, right? So in 1997, the European Union, they start to regulate those substances because they thought that something was happening and it was important to regulate them. That's why if you are trying to export food from here to Europe, they have a quite high standards with all of these chemicals, because it was already in 90s that they start to regulate
pesticides, for example. Okay, ở đây hồi nãy cảm ơn thầy Nhân này là heart attack là có nghĩa là nhồi máu cơ tim ấy, đúng là theo từ chuyên ngành. Thì bây giờ EU hiện tại nó có cái decision, ở đây là mình gọi là gì nhỉ, giống như cái quy định đi, 97579 thì nó hạn, nó quy định cái chất cần không được mình nhập vô sản phẩm, người ta sẽ kiểm tra. Cho nên là khi mà chúng ta xuất chúng ta đưa sản phẩm vào châu Âu thì chúng ta phải cần chú ý những điều này. So there are so many other regulations around the world, not only for Europe, but also for Australia, for example, and US. There are many other regulations and we cannot explain now, but if you are interested, you can write Kien about the regulation and we can actually provide some information in this matter, okay? As you can see, there are so many regulations and this is my expertise actually, but I know you are not lawyers. So I'm not going to stay in the regulation here. If you are interested, just write Kien and I will take a look of your questions, okay? Nó có rất là nhiều cái quy định thì ở cô ấy viết đây và chúng ta không có thời gian để nói, nhưng mà các bạn ấy có thể có thể tìm hiểu chúng thực ra thì cái này các mọi người đây cô không nói, nhưng mà em thêm là mình có thể search trên internet hoặc có liên hệ cô thì chúng ta sẽ biết được về tất cả những cái này. But just to let you know, if you are interested in the regulation of endocrine disrupting chemicals and pesticides, for example, you can find REACH, the regulation of 2006, right? The European Union. And you can see what is the regulation, because this is the most strict regulation right now in the world. And nghĩa là cô bảo có cái tổ chức này thì mình có thể tìm tất cả các cái thông tin về sử dụng về thuốc, hồi nãy là thầy pesticide là pesticide thuốc bảo vệ thuốc trừ sâu bọ, ok, thuốc trừ sâu bọ thì mọi người có thể tìm, và hoặc là tất cả các loại chemical hay là những cái quy định để mình lấy vào thì các bạn có thể tìm ở đây. Move on. Yes. Okay, I'm going to show you just a little bit, just for your information, because if you are farmers or you are working in this field right today, you can go in internet and you can find how many pesticides or plaguicides, actually we call them biocides, right? How many of them are already banned in Europe and why? Các bạn nếu mà các bạn muốn tìm các cái thuốc pesticide là thuốc bảo vệ thực vật đúng không, thì em nghĩ là thuốc bảo vệ thực vật hay là thuốc ấy thì chúng ta có thể tìm ở trên mạng, các bạn có thể search lên trên mạng và chúng ta có thể tìm được các cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt để chúng ta sử dụng. Có nghĩa là khi chúng ta là farmer, là người nông dân hay là những người muốn xuất sản phẩm đi châu Âu thì phải kiểm tra rất kỹ những chất này trước khi chúng ta xuất đi. Ở đây là nó ngoài thôi, chứ không mà đến khi mình xuất qua bên kia thì nó kiểm tra và sẽ bị trả hàng. Mà mình chỉ ở đây ví dụ cố nói, và thì các bạn có thể search lên trên internet thì các bạn chỉ cần ghi được pesticide với lại Europe, thế là mình có thể tìm ra được cái tiêu chuẩn mà người ta yêu cầu khắt khe vào và các bạn cần được biết để làm. Cảm ơn thầy Nhân rất là nhiều. Okay, you can see this is in Spanish, but you can also find in English for sure. I'm not sure in Vietnamese. This is something that we can maybe work on it and provide you in the future. But look, those are the pesticides that you can find here. And you can also find here why they are banned. Some of them because they are endocrine disrupting. This is what we are talking about today. Those are, for example, toxic for the reproduction. Some of them are mutagenic. It means that they can actually provoke mutation, like here in Vietnam 40 years ago with orange agent, right? Mutagen, or cancer.
Cái này, cái bảng này các bạn có thể thấy nó sẽ giải thích rằng là tại sao những cái chất này bị cấm ở châu Âu. Ví dụ như chúng ta hồi nãy chúng ta thấy có là androgens là gì, là chất nội ảnh hưởng đến nội tiết tố, hay là reproduction là ảnh hưởng đến sinh sản, hay là mutation là có nghĩa là biến đổi gen ấy, cái biến đổi gen ấy, và yếu tố nữa là ung thư. Và những cái tiêu chuẩn này rất là nghiêm ngặt ở châu Âu. All right, so take a look here. We can start with the first one, right? Acefato, okay. If we continue, you can find some of them are very toxic for the water, and we are using all of them in our farm, right? And all of them are toxic for the water. So as soon as we use for our crops, we are also contaminating the water in the environment. So this is actually why it's bad for human and animals. And this is also for the environment, right? And you can take a look. Mọi người có thể nhìn ở bảng đây, ngoài ra cái chất này ngoài ảnh hưởng đến con người thì nó còn gây độc ở trong nước và môi trường. Và cái bảng này nó rất là dài. Okay, you already know how many, but there are maybe 100 more that they are now testing to include in this list. Okay, you can see all of them here. And there are like 100 more that they are testing in this moment. Ở đây có cái bảng này có rất là nhiều, và ngoài ra thì người ta cũng đang test một số chất để xem. Vì là cái lượng nó sản xuất ra nhiều nên người ta đang kiểm tra, có những cái đang còn kiểm tra. Okay, let's see what is happening with the globalization. Chúng ta sẽ nhìn cái gì nó xảy ra trên toàn thế giới. This is a great idea I want to give you, right? Because some of you think, well, I'm in Vietnam, I'm very, you know, very far from Europe, far from China, if you think, because if you don't trade with China, okay, I'm far from US, I'm far from everywhere. You can maybe think that. Bạn có thể nghĩ rằng là mình không sao đâu, mình ở đây thì những cái chuyện đó nó xảy ra trên toàn thế giới. Ở ví dụ như ở châu Âu hay là những nước khác nha. Thì ở đây cô đang nói về vấn đề đang xảy ra trên toàn cầu của chúng ta, toàn cầu hóa. Globalization đó là toàn cầu hóa. Okay. But we already know from the pandemic, because it's the best example we have, the COVID, that all the planet is connected, the mother earth is connected. And this is the idea I'm going to give you here with some historical things it's happening. Ok, chúng ta thấy là như cô ấy nói lúc đầu là chúng ta sẽ thấy nó không xa, nhưng mà cái COVID pandemic thì tình trạng COVID á, thảm họa của COVID, thì chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta có sự liên hệ với nhau, và tôi sẽ chỉ cho các bạn về những cái số, cô sẽ đưa những số liệu về này. Ok, move on. Ok, so for example, in 80s or 90s, if you remember, China was still a country under development. They were under development, right? So the developed countries or the first economies like Japan, US, Europe, they start to have a problem with plastics, with textiles and electronic waste. Let's say that they start to have a problem with waste, that this is the main problem we have now around the world. Chúng ta thấy những cái nước phát triển đó thì nó đã có vấn đề về ví dụ như là rác thải nhựa, rồi rác thải về điện tử ấy, thì đã xảy ra ở các nước phát triển như là Pháp, Anh, bất cứ những nước phát triển đó thì họ đang đối diện, kể cả Tây Ban Nha thì nó đang đối diện với vấn đề rác thải đó. So in 90s, 106 million tons of waste, mainly plastics and textile, were
send it, like export from these first economy countries, I don't like the word develop, right? But the first countries to China. So when those countries send the waste to China, they pay to China. They pay to China for the export. So they say, okay, China, you are going to have my waste because I don't really know what to do with all of this rubbish, trash, right? And I'm going to give you money for that. Cái này là những cái nước công nước, ví dụ những nước phát triển, chúng ta gọi là develop, nước phát triển thì nói là tôi sẽ xuất những cái rác này, rác cho nước bạn và tôi trả tiền cho bạn, thì chúng ta thấy là người ta xuất là polyester, là plastic, là nhựa đó. Rồi mà năm 1992 là người ta xuất đi cho Trung Quốc là 106 triệu tấn từ năm 1992. So for example, just to give you an example, in 2016, only from European Union, 7 million of tons were exported to China. And it was $3.7 million for China. So European Union give to China $3.7 million to export the waste to them, right? Có nghĩa là các cái nước ở châu Âu nó xuất tới 7 triệu tấn và đưa cho Trung Quốc tới 3.5 triệu đô la. Okay, what China did? China took all of this plastic waste, textile like polyester or electronic waste, actually it wasn't polyester by then in 70s. It was textile, but not polyester. What they did, they made all kind of objects for house, for, you know, polyester to dress, and all of these electronic devices like low quality that we call low quality. Not now, for sure, but before it was low quality. So they make all of these elements, objects, and they export again to the first economic countries like Europe, Japan, or US, for example. Nghĩa là vậy thì Trung Quốc có làm gì khi mà nó nhập rác về, thì sao vậy? Trung Quốc sẽ tìm cách sản xuất lại những cái nhiều rất là sản phẩm và thậm chí là nó rất là thấp về chất lượng và xuất ngược lại cho châu Âu và những nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới đấy. Okay, so I don't know. Sorry. Yes. So, sorry, Estella. Yes. Yeah. Chị ơi, cái này chỗ này là gì nè chị? Khi mà ví dụ giống như là từ năm 1992 á, là các cái nước mà ví dụ giống như là châu Âu hoặc là Mỹ rồi Nhật á, là họ xuất rác 106 triệu tấn vào bên Trung Quốc, thì cô đưa ra một cái ví dụ là từ năm 2016 á, là có 7 triệu tấn từ châu Âu và các nước này nó phải trả cho Trung Quốc là 3,7 triệu đô la. Sau khi đó thì Trung Quốc là sẽ làm ra các cái đồ giống như chị nói đó. Là ví dụ giống như là ba cái đồ mặc rồi này kia đó thì sẽ đưa qua một cái nước gọi là nước thấp hơn, ví dụ giống như là Việt Nam, chứ không phải là xuất qua bên mấy cái nước kia còn lại. Tại vì hồi nãy cô nói là first country đấy, cô nói quay lại first country. Ok, thì hiệp mà take control nhé. Chị dịch giùm em đi chị, tại vì đôi khi lâu em vô, tại vì em đang bị cái internet đó. Rồi, ok, vậy move on. Can you move on? Thank you anh. Yes. So they move all of these objects to the first countries again. So it means that China first make money with the waste and then transform all of this waste and export again to the first countries. So this is why I say that globalization, it's connecting every corner of the world for sure. What is happening today? Yeah, you can move on. Yeah. So what is happening today with pesticides, for example?
In Europe, as you saw now, there are almost 300 pesticides already forbidden. But they export, they still manufacture pesticides today, and they are exporting those pesticides in Vietnam, for example. Why? Because Vietnam is not regulating the pesticides. So all of those pesticides that are damaging the environment, are damaging our health, the human health, the human reproduction, our future as a human, actually, they are exporting here. In US, for example, you may think this is a developed country, right? Well, they are not regulating strictly the pesticides. So the population in US is not safe also. À, cô bảo là ví dụ như các cái nước châu Âu người ta làm các cái thuốc bảo vệ thực vật thì người ta quay lại người ta ví dụ như nhập qua Việt Nam, tại vì Việt Nam nó chưa có những cái chính sách rõ ràng hay là nghiêm ngặt về thuốc bảo vệ thực vật, và những cái sản đưa về Việt Nam thì sản phẩm của Việt Nam lại tạo ra và cũng phải đi xuất đi, thì cuối cùng nó lại quay lại một vòng. À, mình confirm lại cái hồi nãy cô nói là first country, thì em first country và third country thì giữa hai cái em nghe confused. Okay, move on. Okay, then what happened in Vietnam, for example, just because we are in Vietnam, you make noodles, and you make noodles with some additives of or pesticides that are already forbidden in Europe. But you made noodles with these pesticides and you export them back in those countries where those pesticides are actually forbidden. Or this is just an example, but fruit and other food, you know, this is about food safety regulation. So if no one is taking care of regulation around the world in an international environment, it doesn't work. It's nothing. We are doing nothing in the first countries. Ở đây á, thì cô bảo hồi nãy giống như em nói là khi mà người ta nhập qua Việt Nam thì bắt đầu nó, khi người nông dân trồng thì cái pesticide là cái thuốc bảo vệ thực vật nó sẽ vào trong thực phẩm và mình ăn thì nó sẽ ảnh hưởng. Nó gây đến an toàn thực phẩm. Và khi cái thực phẩm đó mình xuất ngược lại châu Âu thì cuối cùng mình lại vướng vào bị cái chất cấm đó, cho nên nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Okay, look, I'm going to give you an example of this because I didn't prepare, but I want to give you an example here. If you find in a supermarket here in Vietnam, and I tell you that this is just downstairs here in my house, how noodles, I'm going just to find, it wasn't prepared, but I want you to see this. How? You see these noodles? Those noodles have actually a pesticide that it's forbidden in Europe. Okay, that you cannot use in Europe. But okay, you produce the pesticide, you export in Vietnam, Vietnam make the noodles, and the noodles are back in German, for example, because it was found in Denmark, actually, right? So this is what happened with the globalization. And please, if you go in, I know the supermarket, but I'm not going to say, just try to be careful yourself. There are so many supermarkets in Vietnam selling these noodles. You don't need to buy, you know, because they have some chemical substance that are already forbidden in other countries. So make sure you are safe by yourself, because the government cannot do it for us. Cô lấy ví dụ như là cái mì hậu hảo, rõ ràng là những cái sản phẩm, lấy ví dụ hồi nãy là những cái sản phẩm như pesticide của các cái nước ở châu Âu á, người ta sản xuất qua Việt Nam, tại Việt Nam không có cấm cái chất đấy, và sau cái đưa vào trong thực phẩm, ví dụ như hậu hảo của mình là mình được làm từ hạt gạo hay hạt lúa hay mì gì của mình, cái quy trình thực phẩm em không rành lắm nhé, rồi sau chúng ta đưa vào sản phẩm mà chúng ta xuất qua châu Âu lại thì nó lại bị cấm.
tại vì những cái chất đó nó bị cấm ở châu Âu, nên là cuối cùng cái vòng của chúng ta đi, thì cho nên là sản phẩm này có thì tốt nhất là mình khi mà mình biết nó có cái chất cấm thì mình không có nên xài, vì giống như chính phủ chúng ta chưa có những cái quy định rõ ràng nghiêm ngặt về những cái đó. Thank you, move on. Yeah, so the key here is as a businessman and businesswoman, do you want a short time or a long time business? Because tomorrow, someone is not going to show how noodles. Someone is going to show any product that you are producing, you are manufacturing here, and it's gonna be forbidden. And people are not going to consume your product because it's already regulated. So go ahead, you know, go one step farther and try to understand what is happening with this substance, pesticides, for example, and start right now to change your business model. This is what my advice. Okay, lời khuyên của cô ấy rằng là bạn, nếu bạn muốn, bạn là một người phụ nữ hay bất cứ một người kinh doanh nào, thì chúng ta sẽ chú ý rằng chúng ta muốn sự kinh doanh lâu dài hay là kinh doanh ngắn hạn. Tại vì có thể những cái sản phẩm, và cho nên chúng ta phải chú ý đến những cái chất mà cấm, nhất là ở trong cái thuốc bảo vệ thực vật. Thì sau này ví dụ như chúng ta không biết là hôm nay là sản phẩm nào bị cấm mà vì nó có cái chất này, hôm sau sản phẩm nào nó bị cấm và lấy cái này là mình dùng, thì có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ để hình thành một cái mô hình sản xuất làm sao để đảm bảo cho an toàn, cho lâu dài sau này. Và nhất là nếu mà chúng ta làm bên nông nghiệp thì cô không đề cập, nhưng mà giống như cô nói như thế, có nghĩa là chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta sẽ chú ý đến, nếu mà short time thì sao, nhưng mà long time thì short time là ngắn, thời gian ngắn, và luật cho lâu dài thì chúng ta nên cân nhắc vào điều này. All right, let's explain the most important things that are happening today with endocrine disrupting chemicals. And again, pesticides are one of the most dangerous products right now. Nào chúng ta đi đến cái phần nói những cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng của cái thuốc bảo vệ thực vật, đúng không? Thuốc bảo vệ thực vật. Well, cancer is important, right? We can die by cancer. Any other disease are important because we are going to live weaker. So we are not going to be like productive, you know, because we cannot, maybe we cannot wake up in the morning, we don't feel okay, but it's everything is about one or two or some persons, right? But what I'm going to explain now is about human, is about humanity, is about what is happening, is about what the dinosaurs said at first, right? Distinction. Chúng ta biết là ví dụ như ung thư thì chúng ta có thể chết, nhưng mà có khi lại nó lại làm chúng ta yếu đi, chúng ta ngủ dậy và chúng ta cảm giác chúng ta yếu đi. Và một điều rất là quan trọng đó là về loài người của chúng ta, về sự tồn tại của loài người chúng ta. It's already proven that in so many countries, but for example in Denmark, they had sperm banks where they have so many banks, we say banks of a sperm from 60 years. And those banks of a sperm were changing during the years, during the last decades. So the sperm is slowly, we have less amount of sperms in men. And some of them, they found that they have mutations, like two tails, two heads, or they cannot arrive to the ovaries to reproduce. Ở đây đã được chứng minh, có nghĩa là cái ngân hàng tinh trùng ở Đan Mạch, và người ta đã chứng minh qua hàng năm thì người ta thấy là giảm cái số lượng tinh trùng, và có một điều rất là đặc biệt đó là nó làm đột biến cái tinh trùng. Ví dụ như trong hình chúng ta thấy là thường tinh trùng thì nó có một cái roi, nhưng mà đây thì nó có hai roi, thậm chí nó không thẳng, nói hơi nhưng mà
Có nghĩa là như thầy thầy chỉ nhân thầy bảo là chỉ nói ý hài hước là đừng đừng có để người bị thực chụp. Ok, thank you thầy nhân. Chúng so ta what, là team Úc rất là tuyệt vời. So what the governments are doing around the world? Well, they think, okay, couples have more problems now to reproduce, right? So what the governments are doing? They are increasing the clinics for assist reproduction. So we can say that in the last 20 years, the last 10 years, but because we have data from 10 years, but we think it is already from the last 20 years, the clinics for assist reproduction grow 300%. And if you see the statistics, it's also coincidence with the entry of all of these endocrine substance in the society. Có nghĩa là chính phủ là bắt đầu có những cái quan tâm về sức khỏe và hỗ trợ sinh sản, thì chúng ta thấy là từ năm 2002 cho đến năm 2016 là nó tăng đến 300 lần, if I write. So this is why I say that we are under regulatory implosion, because we are not actually regulating well. Instead of strictly forbid those chemicals, we are doing other collateral regulations, right? Like increase clinics to assist reproduction instead of, okay, what is the cause? Those chemicals, let's try to ban around the world those chemicals instead of help people to do something that should be natural, right? The reproduction should be natural. Ở đây cảm ơn anh Hiệp. Có nghĩa là cô ấy quan tâm đến giống như sức khỏe sinh sản hay chúng ta nói là vấn đề vô sinh ấy. Cảm ơn. Và ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là người ta rất là quan tâm đến vấn đề này. Ok, move on. Before, the plastics were distributed in numbers. So you can find in the plastic bottles, you can find here those triangles here with a number. It means that they were recycled with terephthalate of polyethylene, right? It was PET or PET or PVC. So all of those components were only one kind of plastics, one chemical. This is a chemical. Almost all of them are phthalates, but they were distributed. So if you were actually consuming water from this bottle, you knew that you were exposed to this chemical. But today, that we are recycling all together, we don't make a distinction. We recycle all together. Take a look of number 7, because number 7 is the worst, because we don't really even know what we are exposed to. But everything is there in number 7. Ở đây là chúng ta thấy có một loạt cái chất chất nhựa đó. Có nghĩa là đây chúng ta ở các cái chất thải nhựa thì nó được sử dụng, nó là recycle, là tái sử dụng này. Nhưng mà chúng ta chú ý ở dưới cái số 7 nó là nhiều, chúng ta không biết là nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào. And then we recycle everything and we think we are doing well, right? We recycle and we are doing well, but because everything is plastic and the plastic have, and polyester also have those endocrine disrupting chemicals, we are bringing all of these recycled objects to our house and we let our children to play with them and it's not good for them. So circular economy, it is actually a regulatory implosion for us.
chúng ta tái sử dụng lại rất là nhiều chất, nghĩa là nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết rằng là chúng ta cũng bị phơi nhiễm, có nghĩa là chúng ta ngoài chúng ta sử dụng và chúng ta bị phơi nhiễm mà nó ảnh hưởng đến như thế nào. So what we should do, we should orientate our business to human security, because this is the only way we can escape to this, well, I don't know, I say metamorphosis, but maybe it's an extinction, I'm not sure. Look, you can have the most beautiful organic coffee or the most beautiful organic cacao, but if you put this kind of coffee, like organic coffee, in these capsules, which is aluminium, your coffee organic is waste. Có nghĩa là chúng ta phải trong cái chúng ta phải có những hướng dẫn nhỉ? Orientation là giống như hướng dẫn này, là làm cho những, có nghĩa là cái kinh tế, cái làm doanh nghiệp của chúng ta phải làm sao để đảm bảo cái sự an toàn cho con người chúng ta. Ví dụ như là chúng ta dùng cái sản phẩm, ví dụ chúng ta dùng cái chúng ta sản xuất là cà phê organic, là cà phê hữu cơ, nhưng mà chúng ta lại bỏ vào cái hộp là có nhôm, thì cái đấy nó không xứng đáng. Cho nên ở đây chúng ta phải làm sao để cái sản phẩm của chúng ta và kể cả cái bao bì của chúng ta cũng hạn chế sử dụng những cái chất mà những cái đồ mà nó làm cái ảnh hưởng đến cái môi trường, và chúng ta có thể thay đổi cả những điều này nữa. Move on. Yeah, so when, if you have a business and you are you have this beautiful organic coffee, right? Take care of the supply chain, take care of the packaging, take care of all the production until the end, because your coffee can be the best coffee, but if you are not taking care of the supply chain, it's not going to sell well. You are not going to introduce well in the market, let's say. Ở đây cô ấy bảo là có nghĩa là khi mà chúng ta có một cái sản phẩm về hữu cơ rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý đến nguyên cả một cái quá trình sản xuất của chúng ta, từ sản xuất cho đến bán hàng, để mọi thứ làm sao để đảm bảo cho môi trường và cho mọi thứ, ví dụ như là supply chain, chuỗi cung ứng, cảm ơn thầy, chuỗi cung ứng, nghĩa là cái chuỗi cung ứng từ ban đầu đầu vào đến đầu ra, thì chúng ta sẽ gì, chúng ta phải quan tâm đến điều đấy để đảm bảo. Ví dụ như hồi nãy em lấy ví dụ là mình làm sản phẩm hữu cơ, nhưng mình lại làm một cái nắp thì bằng nhôm thì cũng không ổn. Cho nên là chúng ta phải chăm sóc, đúng rồi, cảm ơn thầy Kiệt, cả chăm sóc toàn bộ chuỗi, có là chúng ta phải hình thành một cái chuỗi hữu cơ. Em nghĩ đó là lý do mà chúng ta ở cái lớp học này có rất là nhiều người, chúng ta sẽ cùng nghĩ tới. Ok, move on, so, thank you. Talking about regulation implosion, right? Well, we wear this mask, we are using this mask, polyester, PET mask, polyester mask, to be safe for the environment, pollution, right? We drive very safe with our mask. But because this mask is made by PET, we are breathing every, like many hours, we are breathing also those additives from polyester, and it's not good for our respiratory system. So we need to use cotton mask or silk mask, a mask made by a nature textile. Ví dụ như chúng ta đeo cái khẩu trang ấy, thì nếu mà chúng ta dùng khẩu trang, những cái khẩu trang mà làm từ chất thải, những cái chất mà nhựa hay là có cô nói là PET mask ấy, thì chúng ta vô tình chúng ta hít cái đó, nếu mà chúng ta có khẩu trang từ những cái chất liệu tự nhiên, ví dụ như là lụa hay là cotton, thì chúng ta sẽ hạn chế được cái điều đấy. Thank you. Move on. Yes. And just to let you know, only one mask, only one. It takes more than 50 years to decompose in the environment. So you can actually think what is the big problem now with the pandemic.
ở đây chúng ta thấy ví dụ như chúng ta thấy là một cái khẩu trang ấy mà để cho nó phân hủy là mất tới 50 năm. Vậy thì chúng ta chú ý cái điều này. Thực ra ở đây đó thì có nghĩa là cô nói là mất 50 năm để chúng ta có thể bị mới phân hủy được cái khẩu trang, cho nên chú ý trong cái pandemic này xài, em cũng xài rất là nhiều. And this is a question, right? This is Vietnam in 1967. You may recognize better than me. And this is Spain in 2017, right? What we can see here? Well, do you remember Agent Orange? What a disaster caused in Vietnam. You have the fourth generation with some mutation because of Agent Orange, the fourth generation. Đây là một ví dụ rất là điển hình ở Việt Nam. Chúng ta đã thấy đó là chất độc màu da cam. Nó xảy ra năm 1967 và kể đến bây giờ thì vẫn có những cái vùng đất và nó gây cái đột biến rất là nhiều cho con người chúng ta. Agent Orange were pesticides and they wanted to kill all the plants, you know, to find Vietnamese, right? Well, if you see this airplane here, they are releasing pesticides in the crops. But if you see here the signal, this is a school. So there are many children walking around here. And the meanwhile, there is someone releasing pesticides. Ở đây chúng ta thấy là nó là một cái chất diệt cỏ đúng không? Mà pesticide thì giống như chúng ta hồi nãy dùng là diệt cỏ với bảo vệ thực vật gì đấy, thì ở đây chúng ta thấy là nó chúng ta thấy là diệt côn trùng, cảm ơn thầy, chất diệt côn trùng. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là để cái này Mỹ dùng để đánh người Việt Nam, nhưng mà người ta dùng máy bay để chúng ta rải, và chúng ta thấy đây là cái biểu tượng của trường học, và trong lúc đó con người đồng thời bị tác động của chất này. Thank you. Just to establish causation in between what is happening with animals and what is happening with human, we can take a look of what happened in some animals around the world. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái điều mà nó xảy ra ở trên toàn thế giới với những con vật. Ở đây nhá. Yeah. 80 years ago, in the lake of Apopka in US, they found so many caimans, those are these small crocodile, and they were native species. Anh Hiệp, tiếp đi anh Hiệp ơi. Dạ, tại vì cái này có thể số từ chị Nhâm cũng mới cho nên là sợ. Ở đây thì dạ cảm ơn chị Nhâm rất là nhiều. Hôm nãy giờ cũng đi đăng ký 4G đây mà vô cho không sao. Đây là giúp sơ tôi tại vì nhiều cái chuyên ngành. Dạ đúng rồi. Dạ. Ví dụ như là mình nhìn cái slide trước mình chuẩn bị, nay giờ là mình gọi là bắt từng kịp. Cảm ơn teamwork nha. Dạ. Cảm ơn mọi người vì chúng ta học cùng nhau mà. Dạ. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn thầy Nhiên. Dạ. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được là khi các chất mà giống như là các cái chất gây rối loạn nội tiết đó, thì nó có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến động vật, đặc biệt là nó sẽ làm cho động vật mà trở nên là nữ tính hơn. Ví dụ như ở đây cô đưa ra là hai cái con ở trên cái hình đó, một cái con là con cá sấu caimans ở bên bên Mỹ, và một cái con rai cá. Just yes. Okay. So what happened here is that they found these species that were disappearing. And the male were disappearing, but the female were stronger than male. The female were stronger and the male were disappearing. Ở đây thì khi mà cái con cá sấu caiman này á bị ảnh hưởng bởi các chất gây rối loạn nội tiết đó, thì cái tính về bên nữ á, tức là female á, nó lớn hơn, nó trội hơn so với con đực. Con cá nó nhiều hơn con đực. They also found the same.
with some authors in UK, in Cardiff. They also find the same problem in some fishes and mollusks and some frogs in Spain. Ở đây thì mình cũng có là các cái vấn đề quan, giống nhau, giống với như là con rái cá ở bên Cardiff, và ví dụ như cá hoặc là cái loài nhuyễn thể ở bên the País Vasco của Tây Ban Nha, và cái ớt ở cái đồng bằng sông Ebro. So it is not necessary to take a look more because it's around the world, it's happening around the world, that if we are blocking the testosterone, remember, with these endocrine disrupting chemicals, we are blocking the testosterone, we are in front of a feminization of the species. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là cái vấn đề nó sẽ xảy ra khi mà các cái chất gây rối loạn nội tiết này nó đi vào cơ thể của con người, nó có khả năng là nó sẽ làm là giống như nó ngăn chặn các cái hormone. Thì giống như cái slide đầu tiên mà chúng ta có thể thấy đó, là các cái chất nó cạnh tranh với hormone và nó thay thế. Thì khi đó ví dụ giống như là cô nói là nó chặn cái testosterone, thì khi đó thì cái hormone của nam nó sẽ bị yếu thế đi, nó sẽ mất đi cái so với của nữ. One of the main reasons is because the baby, when the baby is in the womb, the baby, if the baby have to be men, need double of testosterone. First, to become a man. And second, to confront the estrogens from the mother. So this is why it's so important that we don't block the testosterone, because otherwise the information is not arriving to the brain of the baby. Ở đây thì mình thấy được là khi mà ở trong cái, khi mà một đứa bé mà ở trong cái bào thai của người mẹ đó, thì nó sẽ có khả năng là ví dụ như bị mà các cái chất mà gây rối loạn nội tiết này thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến kể cả về mặt là hormone của đứa bé, cũng giống như là về mặt là não bộ, sự phát triển não bộ của đứa bé. So in Spain, in Barcelona, they inject some palate to these rats, and what happened is that those chemicals not only change the morphological system of the rats, but also the reproductive behavior. And the male didn't want to copulate with the female. The male was trying to copulate with male. Ở đây thì mình thấy được là có một cái thí nghiệm ở bên Tây Ban Nha đó, là họ sẽ tiêm cái chất flat vào trong chuột đó. Thì ở đây thì họ quan sát về cái hành vi, về mặt ví dụ như là hệ sinh sản của nó, thì họ thấy được á, là giữa hai con chuột này á, lúc mà nếu như mà bình thường đó là chuột đực nó sẽ theo cái chuột cái, thì bây giờ là khi mà có các cái chất mà gây rối loạn nội tiết này vào thì nó sẽ thay đổi đi cái giới tính của nó, thì nó là con đực nó lại đi theo con đực. So I always say, please forget about gender disputes. Forget about homosexuality or lesbianism. Forget about these gender social disputes. This is much more serious. This is about the continuity of our human species as we know today. Do đó là chúng ta cần quên đi là các cái vấn đề liên quan đến giới tính, mà nó còn về là các cái ví dụ giống như là ví dụ giống như là mình nói là về gay hay là về les hay là về các yếu tố xã hội, thì chúng ta đó là một điều rất là phức tạp. Okay. And this is also very important for you as a farmers, because maybe some of you are actually producing honey maybe. And right now what is happening with the bees that we call the colony collapse syndrome is that with the pesticides and neonicotinoids are the name of the three pesticides that are actually affecting to the neurocognitive system of the bees, neonicotinoids. Hiện nay thì cô đang nói đến cái vấn đề là
cái chứng mà rối loạn sụt giảm bầy đàn mà ở ong á thì gọi là CNS. Thì ở đây thì do là cái thuốc trừ sâu mà neocortic á, nó ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh của những cái con ong này. Those pesticides, neonicotinoids, are also banned in Europe. Not all of them, but they are starting to strictly ban them because they found that the bees are getting lost and they are not doing the movement in the flower to produce honey. Ở đây thì các cái chất mà thuốc trừ sâu mà neocortin này á, thì nó cái thuốc trừ sâu này là nó đã bị cấm ở bên châu Âu rồi. Thì các cái con ong này á, thì nó sẽ bị một cái vấn đề đó là về cái sự di chuyển của nó khi mà nó trong cái quá trình mà nó hút mật á, nó có vấn đề. In human, we found that it's also affecting to our humor, our memory, our emotions, right? The same like the bee, it's happening in the hypothalamus in human. Ở đây thì nó cũng tương tự là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến con người. Ví dụ như là ảnh hưởng đến cái trí nhớ nè, ảnh hưởng đến cảm xúc và đặc biệt giống như là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chỗ mà cái vùng dưới đồi mà các bạn thấy ở trong bộ não của con người nhé. And we also found that the epigenetics, which is the science of the genes, the studies of the DNA, found that the environment pollution can actually change our DNA. Thì các cái nhà khoa học mà về ngoại di truyền á, về epigenetics, thì họ cũng đưa ra được những cái nghiên cứu mà để mà chứng minh là các cái chất này có khả năng là cái các yếu tố về môi trường á, nó có khả năng là nó sẽ ảnh hưởng và nó làm thay đổi cái DNA của con người. So we are talking about business, right? We are talking about having a big companies. Well, if we don't stop all together, if we don't stop this exposure to those chemicals, we are going to have less competitive economies because we are going to have less competitive workers. Ở đây thì khi mà chúng ta thấy được là nó nói về cái phương diện mà kinh doanh đó, thì chúng ta có thể thấy là khi mà con người mà tiếp xúc, những cái người mà kinh doanh đó, mà tiếp xúc với các cái chất mà gây rối loạn nội tiết này á, thì có khả năng là sẽ làm giảm đi cái khả năng cạnh tranh về mặt kinh tế, đặc biệt là ở đây là ví dụ như là nó là stress. Okay, just to finish today, what we can do, conclusions, right? We as a citizens, we have the power. Ở đây thì chúng ta sẽ đến cái phần kết luận của cái phần hôm nay. Thì hôm nay là chúng ta đã nghe được rất là nhiều thứ về các cái chất gây rối loạn nội tiết này. Thì đầu tiên nhất là một cái recommend mà từ cô đó là giảm thiểu rủi ro khi mà chúng ta tiếp xúc. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là chúng ta là với tư cách là một cái công dân thì chúng ta cần phải có cái sức mạnh để mà chúng ta làm thay đổi cái vấn đề này. So look, the World Health Organization already said and published that an organic food diet based, okay, if you eat more organic food, your risk of cancer can reduce by up of 40%. So if you consume less chemicals, the option to have cancer is reduced in 40%. Ở đây thì khi mà chúng ta có thể thấy là giống như tổ chức Liên Hợp Quốc đó, mình cũng đã đưa ra được những cái thông báo đó là chứng minh được đó là cái chuyện là chúng ta ăn các cái thực phẩm mà hữu cơ đó là giảm cái hóa chất đi thì chúng ta có khả năng là giảm được là cái nguy cơ mà mắc bị bệnh ung thư là 40%. So I know it's difficult to choose a diet based in free of chemicals, right? Because today is difficult. But if I'm a citizen and I choose to eat organic food or to make
to be educated in organic food or less chemical daily routines, I'm going to orientate the business also. Ok, thì ở đây thì chúng ta thực sự rất là khó khi mà chúng ta ăn các cái giống như là cái thực đơn của mình đó, khẩu phần ăn của mình đó, mình ăn thực phẩm mà nó không có pre hóa chất, tức là không có bất kỳ một cái loại hóa chất nào. Thì nhưng mà chúng ta là với tư cách là một người dân, mình có gọi là mình có cái trách nhiệm đó, thì mình cần gọi là thứ nhất là ăn những cái loại thực phẩm về organic, cái thứ hai là cần phải giáo dục. Chúng ta có thể giáo dục, thì chắc có thể là chút xíu nữa sẽ hỏi cô thêm là các cái phương diện giáo dục như thế nào để mà chúng ta định hướng ra được là các cái hướng là phát triển cho cái sản phẩm thực phẩm hữu cơ. And if you have a business, of course we are not going to ask you to change your business model from today to tomorrow, but what you can really do is to start to produce to increase the soil, you know, the worms and every of the information that it's going to you are going to have here. Yes, you can actually promote the soil in a nature way, and little by little you are going to change your business, because sooner or later the citizens are going to be aware of that and they are going to start to consume organic food. So if you are the first business with a organic certification, for sure you are going to, you know, to orientate your business. Yes. Về định hướng về mặt nghiên cứu đó, thì cô có đưa ra một cái lời khuyên, đó là chúng ta có thể là chúng ta sẽ thay đổi cái hình thức kinh doanh của mình đi, đó là chúng ta có thể là chúng ta phát triển qua cái hướng là về hữu cơ, thì khi đó thì chúng ta có thể là cải thiện được cái chất lượng đất, về ví dụ giống như là hệ sinh thái, ví dụ như có dung hay là những cái hệ sinh thái mà phát triển để mà làm gì. Tại vì là cô nói là trước sau gì, sớm muộn gì là cái xu hướng mà về phát triển nông nghiệp hữu cơ cũng là một xu hướng của tương lai, và chắc chắn là mình sẽ phải làm theo hướng đó. I have family that they are farmers in Spain, and I have many other colleagues working in a farm, and they say me, Stella, today it's impossible to don't use pesticides in our crops. It's wow. Impossible. And let me tell you something. Pay attention of how Alan from Australia is going to explain us how to don't use pesticides in our crops in a very natural way, because it is possible. It's just an option. Yes. Just congratulations for your families or your friends. Yes, okay. Thì cô nói là có một cái điều là cô rất là mừng ở đây đó, đó là một cái điều gọi là không có thể khó thể xảy ra, đó là nó đã xảy ra rồi, đó là bên Tây Ban Nha, gia đình của cô cũng giống như những người bạn của cô á, là khi mà canh tác á, là bây giờ nông nghiệp là không sử dụng cái gọi là thuốc trừ sâu hay là chất hóa học nữa. Thì cô cũng có nói với cái trường hợp của ông Alan á, thì ở Úc thì có thể là ông Alan là chuyên gia của Mekong Onis, thì sẽ hỗ trợ là sẽ mà để giúp làm sao mà chúng ta có thể là phát triển nông nghiệp mà hạn chế các hóa chất. We can do many other things, right? Like as a society, because for example, governments can actually orientate their regulation in more strictly to ban more products and for example, to don't allow those chemicals to go out from one country to another country. And we can actually make so many things in regulation, but we can actually also invest in research in nutrition. So we can actually find some food to revert the action of the endocrine disrupting chemicals. Ok, thì ở đây đối với những cái recommend khác á, thì với phương diện là thứ nhất là về mặt chính phủ á, thì mình cần phải có một cái sự hài hòa và đồng nhất. Đó là không có phải là cho
ví dụ như chúng ta ở đây, chúng ta cũng không có thể nào chúng ta cho một cái nước khác nhập những cái hóa chất đó về đây, mặc dù bên kia người ta đã có cái những quy định rồi, thì họ không xài được thì họ lại đem về nước mình đó. Thì cái đó là một cái cách là chúng ta chính phủ hạn chế phần đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải có sự đầu tư, đặc biệt ở đây á, là chúng ta có thể đầu tư vào mặt dinh dưỡng. Thì ở đây các anh chị có thể, các bạn có thể nhìn ở trên màn hình, nó có thể cái từ revert, tức là hiện nay là một cái xu hướng mà trong dinh dưỡng đó người ta hay sử dụng những cái loại thực phẩm mà gọi là thực phẩm giải độc đó. Ví dụ mình ăn thực phẩm vô để mà giải độc, để mà thải ra các cái chất mà gây rối loạn nội tiết này. So I'm pretty sure that in Vietnam there is something in your diet, like some vegetables, for example, like broccoli or what is the name of the other? Well, so other vegetables that we can eat, or we can actually increase in our diet to release those chemicals from our bodies. Okay, thì ở bên Việt Nam thì chúng ta có thể thấy là những cái loại rau củ á, thì mình có rất là nhiều, thì trong đó cô có một cái đề cập đó là về cái broccoli, tức là cái bông cải xanh á, thì có thể là chúng ta có thể là tăng cường vào trong cái bữa ăn của chúng ta, để mà giúp mà giải độc, hay là giải loại thải, gọi là thải mấy cái chất hóa học ra bên ngoài, thải độc tố. Because we already found that some algae can release mercury from our bodies. So it is already proven. So we need just to invest in research in this. Ok, thì ở đây thì có thể là một cái bằng chứng mà cô đưa ra là có một cái nghiên cứu một bạn cô đã làm, đó là sử dụng cái algae, tức là cái rong biển á, để mà thải cái thủy ngân ở trong cơ thể ra bên ngoài. We can also help for the organic food certification. Why? Because at first it's going to be not really, you know, 100% free of chemicals. But as soon as we start, and as soon as we promote the organic food certification, it's going to change, and it's going to be harder and harder to use pesticides. So it's just a matter of time, but we need to start. Okay, thì ở đây chúng ta cũng cần phải khuyến khích là những cái gọi là các cái chứng nhận hữu cơ. Mặc dù là có thể nói là về mặt phương diện là chúng ta sẽ rất là khó để mà bắt đầu mà để mà gọi là được 100% gọi là không có hóa chất, thì rất là khó, nhưng mà chúng ta cần phải gọi là đầu tư, cũng giống như là cần phải phát triển theo cái hướng mà chứng nhận. And look, it's very sad when we find so many families that we have cancer cases, someone died by cancer, and so many other diseases, right? Or we have a child that cannot concentrate, it's hyperactive, is, or maybe autist, which is I don't know if even worse, but it's not really nice, you know, it makes your life very difficult. So why we don't try to be alert citizens, why we just don't try to be aware of what we are eating, what we are doing in our daily routines? Okay, thì ở đây thì chúng ta cần phải làm có những cái khuyến khích, hay là những cái gọi là tăng cường, để mà thông báo làm cho những cái người công dân ấy, mình cần phải là có những cái tư tưởng, cái ý để mà phát triển về các cái sản phẩm sạch hơn, để mà không hạn chế sử dụng các cái chất mà thì ở đây thì ví dụ giống như là mình cần phải có là tăng cường cái ý thức của con người ha. Ok, do cũng hết giờ rồi, mình cũng nói nhanh thôi. Ok, yeah. Move on. Yeah. Yes, so it's just to apply ecological intelligence, right? Yes. Because the governments around the world already lost the capacity. It is impossible to manage the amount of chemicals we are exposed to. So it is actually our responsibility now. Okay, thì chúng ta có thể là thứ nhất là tiếp theo là chúng ta có thể là áp dụng những cái dạng mà gọi là sinh thái, cái hệ sinh thái, là phát triển các cái chuỗi sinh thái để mà tăng cường. Cái thứ hai nữa là về mặt chính phủ thì do là mình đã bị mất cái năng lực, do là các cái công ty lớn
nó chi phối, cho nên là chúng ta cần phải là gọi là có một cái nhận thức về cái vấn đề đó. Okay, and just to finish, let you know that I published this book in English and this book in Spanish, and with Dr. Kien we are going to try to publish in Vietnamese. I'm just doing some changes to adapt in Vietnam. So if you want to learn more about what is happening, you can read it here. Yes, if you don't believe. Yeah, thank you. Thì ở đây cô có cái quyển sách mà cái bài của hôm nay là dựa trên cái kinh nghiệm nghiên cứu của cô. Thì nó có một cái quyển sách là bằng tiếng Anh và quyển sách khác là bằng tiếng Tây Ban Nha. Thì cô có nói là có thể là sẽ kết hợp với Thị Kiền cũng như là có team Mekong Onyx là sẽ dịch cái bản này để mà qua tiếng Việt, để cho các cái bạn có thể là mình đọc để mà mình hiểu thêm về các cái chất gây rối loạn nội tiết này. Thank you so much. Okay, so we decide with Dr. Kien, with Mekong Organics, to start with my conference, because then you are going to be more, you know, to encourage you to pay attention of how to orientate your business in organic certification, organic food, and free of chemicals, maybe free of chemicals life. So I hope you like it, and I'm open to your questions now. Thank you so much. Thì ở đây cô nói là cô rất là vui khi mà có thể là kết hợp chung với team của kết hợp với thầy Kiền cũng như là team Mekong Onyx, có thể là sẽ có những cái buổi chia sẻ thêm để mà làm sao mà mình tăng cường được cái ý thức, cũng giống như là mình phát triển được mà cái nông nghiệp mà không có quá chất. Thank you so much for your sharing today, Dr. Estella. I share. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn luôn chị Nhâm nha. Bữa nay rất là nhờ chị để mà tiếp cái phần lúc mà bị internet. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Cảm ơn, xin lỗi mọi người nha. Okay, thank you Dr. Estella, thank you Dr. Nhâm, Dr. Mr. Hiệp and Dr. Mr. Nhân from on the chat box. They have to translate and a very impressive presentation from Dr. Estella about the impacts of chemical on human health. Especially I love you. I like your conclusion message about eating organic food can reduce up to 40% of cancer. Right. The first important message, and the second important message is about the farmer should move to a certification, organic certification, because when they certify organic, they can reduce the chemical use and or mitigate eliminate the chemical use, and this consequently they can produce a very self food for humans. And the third message is about the business. The very important for business to direct or to orient their business into ecological intelligence or application of ecological farming or organic farming to improve their health, their business, and also in the long term business. Now that's a good time to think about. And I like the first video, 2 minutes video about a dinosaur at COP26. They send a message that dinosaur extinct and disappear. Yeah, you know, because it's quite connected to what my research. Yes, and humans should think about. Not disappear like dinosaur, and I see the message from Dr. Nhân right in Vietnamese about it's a very interesting message about humans should not be like dinosaur. Okay, tôi xin dịch là cảm ơn cô Estella, cảm ơn tiến sĩ Nhâm, thạc sĩ Hiệp cũng như anh Nhân đã giúp chúng tôi phiên dịch cái bài này đúng, tôi cũng thấy từ ngữ rất là phức tạp, rất là nhiều cái khía cạnh. Nó không chỉ là nông nghiệp
mà nó không chỉ là sức khỏe, nó đụng tới luật rồi đụng tới đủ thứ kiến thức, cho nên mấy người dịch này cũng rất là nặng đầu, rất là căng lắm. Nên nhờ ra ngành mà giúp được gì thì cái bài học thấy nó rất là giá trị. Thì cái thông điệp mà cô gửi đến chúng ta đó là của khi mình ăn cái thực phẩm hữu cơ đó là mình có thể giúp giảm được cái rủi ro ung thư đến 40%. Đó là một cái thông điệp mà mình truyền thông đến người tiêu dùng. Những người làm hữu cơ là nghe đó là sướng, ta bán được. Ở giờ truyền thông sao ta ăn để giảm rủi ro ung thư. Thứ hai, cái thông điệp nữa là những người làm business, làm kinh doanh, ngay từ bây giờ các bạn nghĩ đến tính bền vững thì cố gắng là nghĩ đến hướng là phải giảm hóa chất làm cái ngành kinh doanh của mình sắp tới. Là thứ ba thì cái yếu tố chứng nhận hữu cơ nó rất là quan trọng, tại vì chứng nhận đó là một cái giống như một thước đo để mà giúp chúng ta loại bỏ những cái tồn dư hóa chất trong cái môi trường cũng như trong cái thực phẩm. Thì chính chứng nhận nó mới là thước đo, nó giúp chúng ta phấn đấu để mà loại nó ra, chứ còn nếu không có chứng nhận thì tôi nói tôi làm hữu cơ đó nhưng mà hóa chất đầy trong đó chứ ai biết. Nên là đó, thì đó là cái ba thông điệp mà tôi xin chia sẻ quý vị. Thì tới thời gian chia sẻ nhóm thảo luận thì xin trả lại cho ban tổ chức, trả lại cho nhóm điều phối hậu cần. Xin mời Thái. Dạ alo. Xin chào quý anh chị. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần cái phiên thảo luận nhóm. Thì Thái sẽ xin phép trước tiên chúng ta đi vào nhóm thì mình sẽ chia sẻ cái một số cái thông tin cũng như là cái chương trình làm việc ở trong cái phiên thảo luận nhóm này như thế nào. Đây. Dạ đây. Dạ mọi người thấy màn hình hết. Thấy màn hình hết rồi đúng không ạ? Dạ. Dạ thấy rồi. Rồi. Dạ đây là cái chương trình làm việc trong cái phiên thảo luận của chúng ta hôm nay. Thì phiên thảo luận hôm nay có thay đổi so với phiên cái ngày trước, tức là chúng ta sẽ chia theo nhóm một cách ngẫu nhiên. Đây đã phân bổ ra các khoảng 7 nhóm. Và mọi người sẽ được chia theo nhóm một cách ngẫu nhiên, chứ mình không có chọn. Thì sẽ có những buổi sau mình sẽ chia theo các cái dạng chủ đề hoặc là nông sản hữu cơ. Thì mỗi buổi sẽ có một cái sự thay đổi, có thể là giúp tạo điều kiện để các học viên có thể kết nối, giao lưu cũng như là chia sẻ những cái kiến thức cũng như kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ với nhau. Thì nếu mà mình chia trong một cái nhóm khu vực thì mọi người rất là khó có cơ hội là làm quen với các cái thành viên ở trong các khu vực khác. Thì cái điều này ban tổ chức cũng đang cân nhắc và sẽ có những cái thay đổi trong các buổi sau, tức là một cách làm việc sẽ linh hoạt, thay đổi để mọi người đều có cơ hội học hỏi và chia sẻ như nhau. Và phần thứ hai thì đây là cái danh sách của 7 nhóm và cũng là danh sách của các cái cán bộ hỗ trợ để mà chia sẻ các câu hỏi cũng như là gợi ý để các học viên có thể là trong từng phòng mình trao đổi thảo luận với nhau nó sẽ tốt hơn. Và đây là chương trình làm việc chi tiết 30 phút đầu tiên. Thì các cái điều phối viên cũng như là cái người hỗ trợ của phía ban tổ chức sẽ giới thiệu cái cách thảo luận nhóm thông qua cái câu hỏi của từng phòng đã có sẵn. Phần thứ hai đó là thư ký. Các cái thư ký của ban tổ chức cũng sẽ hỗ trợ ghi nhận và tổng hợp lại các cái thông tin thảo luận nhóm bằng cái file PowerPoint cũng như là có thể ứng dụng một số cái công cụ trên cái phần mềm để có thể là ghi nhận được tất cả các thông tin của các anh chị. Bởi vì trong cái đợt phiên thảo luận ngày trước, ban tổ chức nhận thấy rằng quý anh chị là có rất là nhiều quý anh chị muốn có ý kiến nhưng mà cái thời lượng nó giới hạn, do đó là có thể là bị bỏ sót một số ý kiến của quý anh chị. Đó là lý do mà đợt này thì ban tổ chức cũng có sử dụng một cái ứng dụng gọi có tên gọi là Padlet. Thì chút xíu nữa quý anh chị vào từng cái phòng mình thì sẽ có cái ứng dụng này. Và khi quý anh chị có bắt đầu chúng ta thảo luận các cái câu hỏi thì chúng ta có quyền, chúng ta sẽ ghi các cái câu trả lời của mình vào trong cái ứng dụng Padlet này. Thì trong cái từng phòng đã phân bổ các cái cán bộ hỗ trợ để hướng dẫn quý anh chị là tham gia thảo luận bằng cái ứng dụng Padlet, cũng như có thể là một số phòng chưa có tạo sẵn được cái Padlet thì có thể là đánh máy trực tiếp trên cái file PowerPoint.
Đó, thì cũng xin thông tin trước để quý anh chị nắm. Và cái lưu ý là khi thời gian mà còn 1 phút kết thúc cái phần thảo luận nhóm thì quý anh chị sẽ thấy được ở trên màn hình trong cái phòng Zoom của quý anh chị sẽ hiển thị là còn 1 phút hoặc là còn bao nhiêu giây sẽ kết thúc cái phần Zoom này. Cho đó là mình sẽ có thể là mình tranh thủ, mình sẽ nói hết ý để hoặc là có thể là tổng hợp ghi nhận hết các ý vào trong cái PowerPoint cũng như là trong cái file PowerPoint. Rồi sau đó mọi người sẽ được quay trở lại cái phòng họp chính, phòng họp chung. Và một điều lưu ý thêm nữa đó là trong từng cái phòng thảo luận nhóm thì quý anh chị có thể là cử đại diện, thư ký thì sẽ ghi nhận tiếp cho quý anh chị, hoặc là chính quý anh chị có thể là đánh máy vào trong các ứng dụng của Padlet. Nhưng mà có thể là khi mà trở lại cái phòng họp chung thì có thể là trong từng phòng quý anh chị có thể đại diện, cử một đại diện, một người có thể là trình bày và chia sẻ lại các cái nội dung đã được thảo luận ở trong cái từng cái phòng họp Zoom của mình. Cái thứ hai đó là 30 phút còn lại thì tất cả mọi người đều quay trở lại phòng họp chung và thành viên đại diện của từng phòng sẽ được đề cử và mời chia sẻ lại các cái nội dung thảo luận nhóm. Ban tổ chức cũng nghĩ rằng cái điều này cũng rất là tốt khi mà có những tạo một cái cơ hội để các anh chị có thể là từng người có thể là xung phong, mình có thể đại diện nhóm, mình chia sẻ các cái thông tin thảo luận nhóm với tất cả các cái học viên khác. Cái thứ hai đó là giảng viên tập huấn. Ở đây là mỗi một giảng viên mỗi một buổi thì có thể là sẽ trả lời một số cái câu hỏi ở các cái phòng thảo luận nhóm. Tuy nhiên còn một số câu hỏi mình chưa có thể giải đáp được do cái thời lượng có hạn, thì các cái câu hỏi này sẽ được đăng tải trên cái mục forum trên cái trang web Mekong Onyx của tổ chức Mekong Onyx. Thì không biết là quý anh chị còn có những cái thắc mắc hay trao đổi gì không ạ? Có ý kiến hỏi không ạ? Ở đây danh sách của người phụ trách hỗ trợ đó là tô cái màu xanh, tức là những người mà sẽ điều phối cũng như là gợi ý để đặt các câu hỏi để quý anh chị có thể trả lời. Rồi các bạn ở vùng màu đen thì có thể là sẽ thư ký giúp hỗ trợ thư ký ghi nhận lại các ý kiến của các học viên. Dạ, có những câu hỏi không ạ? Rồi chắc mình chia nhóm đi với câu hỏi thì mình thảo luận hai câu hỏi. Dạ. Câu hỏi. Ok, để em có thể là em dịch nhanh lại cho cô Estella. Thầy đã đánh chatbot rồi. Ok, thầy đánh rồi hả? Okay. Estella, I type on chatbot about Thai. Yes. What he doing yet? Okay, to save time. Yep. Okay, it's good. Okay. Thank you. So now, sorry. Bây giờ thì chúng ta chia nhóm nha. Chúng ta sẽ chia nhóm thảo luận. So probably là Estella. You can join in any room that you want. But Dr. Kiều, you can visit any room, right? Mình cứ stop join not now. Rồi. Mình chia ngẫu nhiên nha. Thầy Kiền vẫn là hot đúng không ạ? Thầy Kiền có thể vào tất cả phòng hay là cô Estella sẽ vào? Dạ, em là hot rồi. Để em chuyển hot lại cho thầy Kiền. À, để biết để mình nói với cô á. Ừ. Ok. Rồi, em bấm chia ngẫu nhiên rồi đúng không Đăng? Dạ, em để chế độ chia ngẫu nhiên rồi. Ok, good. Rồi. Nó đã vào rồi nè. Rồi mọi người chắc là sử dụng cái file PowerPoint của mình ha. Mình bắt đầu với thầy Thái. Ok, mình là phòng số mấy đây? Số 5. Dạ, số 5 ạ. 5. Mình đổi rồi đúng không? Dạ. Sao cái này để open on room là sao nhỉ?
Anh Thầy ơi, sau đây quay về nhóm chính cho anh Thầy ạ. Sao quay lại về nhóm chính rồi? Hai. Sao? Sao cho Phương quay về nhóm chính rồi? Sao quay về nhóm chính cho anh Thầy ạ? Không. Anh nói sao lại bắt những người điều phó trở lại nhóm chính hết rồi? Cái này là hot làm không biết, Thái không biết. Đi quay và bây giờ các bạn cho anh vào, cho anh vào lại coi. À, mấy anh chị vào cái mục ở phía dưới á, chỗ mà red phòng á, chia phòng á, rồi chọn cái nhóm mình vào thôi. Ok chỗ này là đang... hot với cô hot á, họ nó tự động nó trả về cái màn hình chính á. Rồi ai đang show màn hình đấy? Em show bên start. Xin lỗi. Bây giờ mình đang ở phòng, vào phòng chưa? Sao kỳ gì đang anh vẫn còn ở trong nhóm 1. Em chưa nhìn thấy kìa, em không tìm được cái option vào nhóm 4 của em nữa. Đúng rồi, tức là anh vẫn còn ở nhóm 1 nhưng mà hiện tại giờ bị lôi ra ngoài, nhưng mà cái tên vẫn còn trong nhóm 1 đó nè.
Alo, mình quay lên phòng lớn chưa vậy cái này? Ủa? Alo. Hình như một các bạn mình quay đang quay lên phòng lớn phải không ta? Nhóm điều phối rồi Đăng ơi. Rồi trở lại phòng lớn. Rồi, thảo luận sôi nổi quá. Nhưng mà cũng rất là đỡ cái là mình có thêm cái ứng dụng nó tiếp sức để mọi người không kịp thời gian. Nó tự sell trên đây phải không Thái? Dạ nó tự. Dạ không biết các nhóm khác như thế nào, nhóm anh em đang làm khá tốt, tắt mic không biết. Ok, bây giờ bắt đầu quay lại chỗ phòng lớn rồi, bây giờ chương trình kế tiếp thì bên Thái điều phối đi. Alo Thái. Alo, xin lỗi nãy giờ tắt mic mà không hay. Nấu quá trời. Thì bây giờ là em sẽ chia sẻ lại cái khung màn hình để xem cái tổng hợp của các nhóm hôm nay như thế nào ha. Rồi. Đây ạ. À. Đây thì tiên nhóm 1. À. Rồi thầy ơi. Thì chắc là chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ lại các cái nội dung thảo luận trong cái giữ cho nó to lên tí được không? Từng phòng của mình thì xin mời trước lại tóm tắt. Xin mời cái phòng này không biết là mọi người có dùng cái phát liệt không ạ? Phương đúng không? Phương có dùng không? Alo. Alo, cho em xin nói một xíu. Những thành viên nào mà ở nhóm 1 là có ai mình đại diện để mình trình bày cái phần mà mình vừa thảo luận không? Mình trình bày vắn tắt lại những cái mà những cái ý chính mà mình thảo luận hồi nãy. Xin mời mọi người xung phong đi ạ. Có ai xung phong ạ? Mình phải cho to màn hình ra thì mới đọc được chứ nhỉ? Cho màn hình lên dạng slideshow hay sao đó cho. Dạ. Yeah. Slide như là trình bày PPT thì nó sẽ đúng. À, ở đây Phương thấy có đường link mà Phương không có tạo, không xài đúng không? Rồi xin mời tất cả các thành viên trong nhóm. Có ai xung phong ạ? Nếu không có ai xung phong thì có thể là nhờ chỗ ban tổ chức một thành viên có thể chia sẻ lại trong nhóm mình. Nếu như vậy thì em trình bày ngắn gọn là những cái ý mà mình vừa thảo luận. Thứ nhất là về tình hình những cái chất gây rối loạn nội tiết ở Việt Nam như thế nào, thì chủ yếu là nhóm thảo luận là những cái hóa chất mà gây rối loạn nội tiết có xảy ra rất là phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên thì mình vẫn chưa có những cái kết quả nghiên cứu chính thức công bố. Ý của các thành viên trong nhóm tức là những cái hoạt chất đó ở trên thế giới thì đã có nghiên cứu, nhưng mà đối với trường hợp ở Việt Nam thì mình chưa có những nghiên cứu chính thức
về những cái hoạt chất đó để mà cho biết rằng là nó gây hại. Chỉ ở mức suy đoán, ví dụ như là khi mà họ trồng những cái cây, ví dụ như là cây dưa leo đi, họ ăn vào họ bị ngộ độc, thì họ suy đoán có thể đây là do những cái hoạt chất mà mình sử dụng. Chỉ dừng lại ở đó thôi. Hoặc là có thể họ thấy tỷ lệ ung thư tăng, tỷ lệ đột quỵ với trẻ tăng, hoặc là cho các trẻ em uống sữa thì họ thấy là những trẻ em này dậy thì sớm hơn. Thì những cái đó chỉ dừng lại ở mức suy đoán, chứ mình chưa có những cái bằng chứng nghiên cứu trong nước để mình chỉ rõ những hoạt chất nào, những sản phẩm nào đã gây ra những cái tác hại đó. Và cái vấn đề thứ hai, cái vấn đề nhức nhối thứ hai đó là chưa có rõ ràng về việc mà mình dán nhãn mác của các công ty thuốc bảo vệ thực vật. Mình thấy là đôi lúc là nếu mình chỉ đọc vào nhãn mác, đôi lúc mình sẽ bị lỡ những cái thông tin, mình nhận những cái thông tin không đúng, ví dụ như thuốc sinh học, nhưng mà thực tế trong đó nó lại có những cái hoạt chất khác. Hoặc là đây là thuốc chứa hoạt chất này abamectin, nhưng mà khi mà kiểm tra thì nó lại ra những cái hoạt chất khác, ví dụ như lorbirifos hoặc là imidacloprid. Thì đó chính là những cái thực trạng mà phổ biến mà nhóm nhận thấy. Thứ hai là về vấn đề mình làm như thế nào để có thể cải thiện những cái tình trạng đó. Thì với vai trò là những người nông dân, với vai trò là những công ty nhỏ, những nhà buôn bán như nhau, thì mình đóng góp như thế nào? Thì ở đây có hai ý chính. Thứ nhất là giáo dục để mà thay đổi quan niệm tư duy, nó cái đó là rất là quan trọng, về giáo dục thay đổi quan niệm tư duy. Thì có những mô hình, nhà nước có tổ chức những cái mô hình trình diễn, những hội thảo để mà giáo dục, nhưng mà đôi lúc có một số vùng họ lại không thể thay đổi được tư duy đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những vùng khác lại có thể hiệu quả, có thể lan rộng được cái mô hình. Ví dụ như là mô hình trồng cây ăn trái giữ cỏ. Thì mô hình đó thì tự động khi mình làm mình thấy hiệu quả, thì những người bà con lân cận người ta bắt đầu họ học hỏi, họ làm theo. Thì đó là cái việc giáo dục, cái việc thay đổi nhận thức rất là quan trọng. Cái vai trò thứ hai là vai trò của nhà nước cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là mình đã làm rất là hiệu quả trong cái việc là mình cấm cái hoạt chất glyphosate, hoặc chất thuốc diệt cỏ. Thì tóm lại là về cái phần mà đóng góp, cái phần là để cải thiện như thế nào, thì có hai ý, đó là giáo dục thay đổi tư duy và đồng thời vai trò của các cơ quan quản lý, thì nó sẽ rất là quan trọng trong cái quá trình này. Mà xin hết. Okay. Chắc cho mình xin bổ sung thêm xin mời ý. Thực ra thế này, thay đổi về giáo dục và thay đổi hành vi thì đối với thay đổi tại, nếu mà thay đổi tại Việt Nam thì không đủ mạnh để thay đổi người nông dân và các công ty. Bây giờ là phải xây dựng được cái hàng rào pháp luật phải thật nghiêm từ trên xuống. Thì may ra thì có thể là làm thay đổi được những cái thực trạng mà đang sản xuất sử dụng tại Việt Nam. Và xin hết. Đấy rồi, dạ xin cảm ơn đại diện của nhóm 1 và các thành viên của nhóm 1 đã chia sẻ. Xin mời nhóm 2 kế tiếp ạ. Khang, đâu Khang? Xin mời nhóm 2. Ủa Khang đâu rồi? Có thành viên là đại diện ở nhóm 2, mình hãy chia sẻ lại không? Các bạn nào trong nhóm 2 mời anh Thượng Thiên coi. Anh Thượng Thiên á. Dạ em đây. Mà anh Thượng Thiên chia sẻ tổng kết tổng hợp là nhóm 2 thảo luận cái gì ngắn là cho anh em nắm thôi. Rồi em tên Sang. Em cũng xin giới thiệu lại nick Thuận Thiên trên Facebook, đó là cũng với tiêu chí là hướng đến những cái điều mà thuận với điều kiện tự nhiên là tốt. Thì em cũng xin tổng kết lại một số cái ý trong cái thảo luận của nhóm 2. Đó là thực tế của em canh tác ở tại vùng Bình Minh Vĩnh Long, em đang trồng bưởi da xanh đó. Thì em đang thấy cái em thì không thực hiện, không dùng thuốc diệt cỏ đó, và để cỏ tự nhiên và mình chỉ phát để mình lấy sinh khối thôi. Và trong quá trình quan sát các cái khu vực lân cận hoặc là các cái vùng xung quanh đó, thì họ có sử dụng hai cái loại thuốc diệt cỏ, đó là thuốc xịt cỏ cháy. Nó sẽ làm cháy cái phần mà thân cây tiếp xúc với thuốc. Thì và cái loại thứ hai mà người ta cũng dùng khá nhiều, đó là cái thuốc lưu dẫn. Tức là khi mà xịt cái cây nó tiếp xúc với cái hàm lượng thuốc đó thì nó sẽ
dẫn cái chất độc hại nó xuống đến tận gốc rễ và nó triệt luôn cả cái cây. Tuy nhiên là thực tế thì với một cái hàm lượng mà nhiều thì nó sẽ diệt được, nhưng mà với những cái vùng mà xịt cái hàm lượng nó tiếp cận không có nhiều thì nó làm cái cây nó bị biến đổi, nó biến đổi hình thái lá, biến đổi hình thái thân cây. Thì đó là một trong những cái mà mình thấy là nó thay đổi cái cấu trúc của cái cây, hay là với cái góc nhìn đó thì Sang thấy là nó biến đổi nội tiết của cây trong tự nhiên, và mình cũng liên tưởng đến cái sức khỏe của con người thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như là nông dân ở đây, khi mà những cái người mà họ canh tác đó, những người họ làm công, họ mang thuốc đó họ xịt đó, thì họ về họ sẽ bị mệt và sức khỏe của họ bị ảnh hưởng đến 1-2 ngày sau khi mà họ xịt thuốc đó. Và cụ thể luôn là họ hiểu chuyện đó, và những người mà trực tiếp mà làm công xịt thuốc đó thì họ lấy cái chi phí cái công nó cao hơn đó. Thì đó là một trong những điều mà thấy là nó ảnh hưởng từ biến đổi nội tiết. Và em cũng hình dung được là từ cái chất độc dioxin mà Mỹ họ quân đội Mỹ dùng để diệt phá những cánh rừng để mà quân đội của mình không có ẩn trú trong đó được đó, thì nó kéo dài đến rất là nhiều năm sau, cho đến tận bây giờ sau mấy chục năm sau chiến tranh thì nó vẫn ảnh hưởng. Và nó những cái người mà họ bị nhiễm chất độc dioxin đó thì đa phần là họ bị bệnh đau. Đó là một trong những cái biểu hiện thấy rất là rõ. Thì ngoài ra thì có một ý kiến khác của một cái chị nữ nữa, thì chị cũng nhận định là các cái việc mà dùng thuốc bảo vệ thực vật hoặc là thuốc kích thích để mà sử dụng trong cái canh tác nông đó, thì là chị cũng nhận định được là các chất đó nó độc hại, chỉ có ý thức được. Và chỉ bản thân nếu mà gia đình trồng thì là cũng sử dụng làm sao nó hạn chế hoặc là không dùng để mà mình ăn trực tiếp. Thế còn nếu mà người ta làm trong kinh doanh thì người ta có dùng và cũng mong muốn rằng làm sao để điều tiết được cái thành phần hoặc là các cái hàm lượng các cái chất mà dùng, làm sao cho nó đảm bảo an toàn, thì cũng không có một cái cơ chế cụ thể, và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều từ cái các cái quy định hoặc là các cái nghiên cứu từ cơ quan, từ chính quyền. Đó là một trong những cái tổng kết từ nhóm 2 của em. Xin anh chị nào có thêm bổ sung thì bổ sung giúp ạ. Ở chỗ thêm chỗ bác sĩ ấy gì tiến sĩ Hiếu với bạn Minh Phú với một cái bạn trường hợp nào đó thì cũng nói là người ta sử dụng gọi là ghê gớm, số lượng phun thì quá trời luôn, nên là nhiều loại đa loại các thứ, thì đó là một cái thực trạng. Những cái tôi cũng thấy là đồng tình với các bạn có những cái suy nghĩ như là thay đổi cá nhân của mình thì dễ, thay đổi mà cho một cái hướng của những người làm business cũng là cái khó. Thì những cái đó câu hỏi đó thì những bài tiếp theo của ông Alan ông sẽ chia sẻ coi, hoặc là của ông Aurelio ông sẽ nói những mô hình ta làm business lớn người ta vẫn làm organic được đó. Cái đó như mình sẽ chờ những buổi kế để mình nghe cái lời giải. Chắc xin hết rồi. Rồi cảm ơn nhóm 2. Xin mời các thành viên của nhóm 3. Xin lỗi, đây là nhóm 3. Xin mời đại diện thành viên nhóm 3 của mình có thể chia sẻ lại cái nội dung thảo luận ạ. Chắc mình hết chuẩn bị hết giờ đó, mình chia sẻ nhanh để mình có cái nhóm kết. Nhóm 3 không biết là em Phương ở cái phần câu hỏi 1 đâu nhỉ, Phương ơi. Hôm nay em copy qua rồi mà. Hả? Nó lại không hiện lên đây Phương ạ. Cứ để em nói luôn cho, tại vì nãy em có nhớ. Vâng, mời em ạ. Thì nhóm 3 thì cũng tương tự như là các cái nhóm khác, thì cũng thảo luận về vấn đề là cái EDC. Thì hầu hết là mọi người cũng đã có hiểu qua sơ sơ rồi chứ còn chưa hiểu rõ. Và khi mà Dr. Ella thì nói thì
Ta nói thì là bắt đầu thì chúng tôi thì cũng hiểu rõ hơn về cái vấn đề gọi là cái tác hại của EDC. Và nãy nhóm cũng có thảo luận thì EDC nó có tác động đến rất là nhiều cái vấn đề, như là nhóm cũng tìm hiểu thấy là nó có tác động đến việc gọi như là vô sinh này, rồi dậy thì sớm này, rồi tăng động giảm chú ý này, đó là những cái mà tác động mà cũng đã thấy. Mà ra thì EDC thì nhóm thấy rằng là ở xung quanh ta chỗ nào cũng có, chứ không chỉ riêng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đâu. Tuy nhiên thì có một số bạn trong nhóm cũng có nói rất là nhiều về vấn đề về các thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt là thuốc trừ cỏ. Giống như là nãy giờ các nhóm khác thì cũng thảo luận thì cũng tương tự thôi. Còn vấn đề thứ hai thì là công dân chúng ta, nếu mà là trong bản thân chúng ta là công dân thì chúng ta sẽ làm được gì? Thì như chúng ta đã thấy trên màn hình đấy thì như là cô Bình có nói thì đó là cô Bình vừa là tư vấn cũng như là vừa là có cái trại, thì cô cũng sẽ tăng cường cái phần nông nghiệp hữu cơ lên để giúp ích cho xã hội, để làm xã hội nó tốt đẹp hơn. Ngoài ra thì như thầy Hưng, thầy Hưng hay thầy Hồng đấy, thầy Hồng vì sao? Thầy Hồng thì nói rằng là sử dụng các bao bì tự nhiên, tức là tiến qua nghiên cứu sử dụng các bao bì tự nhiên để thay thế và để cho nó giảm bớt những cái chất độc hại đấy. Tôi thì rồi có một bạn nữa là bạn Tiến thì phải, bạn Tiến thì nói là tăng cường cái truyền thông, bởi vì bạn cũng tham gia rất là nhiều các cái group và trên cái mạng xã hội thì thấy rằng là có rất là nhiều người chia sẻ và chính bản thân bạn cũng chia sẻ và bạn mong muốn là chia sẻ các cái mô hình hay, các mô hình tốt ở trên mạng xã hội. Còn tôi thì thường thường là đi tuyên truyền bằng cách là các cái tỉnh mà mời họ dạy cho các cái khu vực các hội nông dân đó, các hội nông dân họ mời xuống để chia sẻ với nông dân. Và thực sự quan điểm của tôi là muốn nhanh thì phải từ từ, bởi vì đơn giản là tôi không xuống tôi dạy về nông nghiệp hữu cơ, tôi không muốn dạy về nông nghiệp sinh thái, mà tôi chỉ nói rằng là cái tác hại của thuốc trừ sâu nó như thế nào thôi. Tôi chỉ cho họ những cái tác hại của thuốc trừ sâu đấy, và khi có những cái tác hại đấy thì họ sẽ dần dần họ thay đổi. Và tôi thấy là có sự biến chuyển, tại vì hôm tháng này tôi xuống tôi dạy, rồi mấy tháng sau tôi xuống tôi dạy thì thực sự họ vẫn hiểu và họ bắt đầu họ có thực hành làm theo. Ví dụ như chỉ cho họ về các cái cách mà làm vi sinh tự nhiên thì họ cũng làm. Đó. Thì nói chung là phải tăng cường cái tuyên truyền, và nhóm chúng tôi cũng nhận thấy là cái việc mà cái thông tin về các EDC này ở Việt Nam hiện nay cũng rất là ít, chủ yếu là qua báo chí. Và như các bạn, các nhóm khác cũng nói đấy là hầu như là không thấy các nghiên cứu, chủ yếu là đọc thôi, sơ sơ mà đọc thì không có cái bằng chứng. Không bằng chứng khoa học, chủ yếu là tôi nghe thấy cái đấy nó ung thư, tôi nghe cái đấy nó vô sinh, tôi nghe thấy cái đấy nó thế này thế khác. Chứ thực ra chúng tôi cũng chưa đọc được các bằng chứng khoa học, nhưng bản thân chúng tôi thì có thể sợ và tìm kiếm được và thấy rằng là thực sự khi mà Dr. Estella mà báo cáo như vậy thì chúng tôi ngay bản thân tôi là giật mình. Tại vì đơn giản là tôi cũng là làm trong lĩnh vực nghiên cứu và tôi thấy là thực sự là giật mình ấy, tại vì trong nhà mình cũng có và mình cũng biết. Mình cũng hơi hơi hiểu sơ sơ cái tác hại của nó. Vì đi các tỉnh thì hiện nay chúng ta đều thấy là bắt đầu là chuyển qua chai uống nước và chai thủy tinh, và đồng thời là sử dụng ly chứ không có sử dụng chai nhựa nữa. Thì đó là những cái mà hiện nay xã hội cũng đã nhìn nhận và cũng thay đổi, chứ không phải không. Thì đó là một số cái mà bên nhóm cũng thảo luận. Thì còn một số nữa nhưng mà thực sự không nhớ hết, nên thôi thì nói ở một số cái vấn đề như vậy thôi. Tôi xin bổ sung một chút là bởi vì trong nhóm của tôi thì có thầy Lê Công Hùng là trưởng khoa chăn nuôi thú y ở trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ. Thì thầy Hùng phân tích rất là kỹ là trong chăn nuôi ta đã sử dụng nhiều cái hóa chất trong cái khử chuồng trại ạ, và nó dẫn đến là cái hàm lượng kim loại nặng ở trong cái chuồng trại lớn, và cả ví dụ như trong chăn nuôi bò chẳng hạn thì người ta lại cho bò ăn những cái hóa chất mà có thể làm tăng sữa, rồi hoặc là cho các loại gia cầm rồi gia súc là ăn những cái loại thức ăn tăng trọng. Chính vì lý do đó thì cái giải pháp ở đây là chính phủ phải vào cuộc, và mặc dù đã có những cái biện pháp tăng cường là cấm nhập lậu, nhưng cái chúng ta cần phải tăng cường cái việc mà tuyên truyền cho cái người dân sản xuất để nâng cao ý thức về chăn nuôi. Thì đấy là tôi xin bổ sung thêm một cái phần mà thầy Hùng là bên giáo viên bên chăn nuôi. Xin hết ạ. Dạ rồi, cảm ơn chỗ đại diện của anh Quân và chỗ cô Bình đã có chia sẻ cũng như là bổ sung thêm các ý kiến và thảo luận nhóm. Xin cảm ơn nhóm 3. Rồi, mình sẽ di chuyển sang nhóm 4. Xin mời nhóm 4. Dạ, kính chào các anh chị. Thì
được anh Đức giới thiệu và các bạn trong nhóm 4, thì tôi xin được phép đại diện nhóm 4 để chia sẻ. Thì trước tiên tôi giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Trí Nhân, hiện nay là trưởng khoa sinh học công nghệ sinh học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin phép được chia sẻ màn hình, chắc là nhờ ban tổ chức cho chia sẻ màn hình được không ạ? Dạ được, anh chia sẻ màn hình trên PowerPoint luôn hả anh nha? Dạ, trên cái trang web, tại vì nhóm hồi nãy có chia sẻ trên Public á. Dạ đây, để em làm luôn cho nhanh nè. Vâng ạ. Dạ rồi, cái Public thảo luận của nhóm 4. À, cái Public nãy mọi người đã gõ chữ vào rồi à? Hay là cho mình chia sẻ màn hình? À đúng rồi. Dạ đây. À, Đức chia sẻ rồi đúng không? Dạ rồi. Thì nhóm có nhận được 20 cái chia sẻ trên Public và có hai ý kiến chia sẻ trực tiếp. Thì trong 20 cái ý kiến chia sẻ trên Public về việc là chúng ta có biết về cái vấn đề nội tiết, những cái chất hóa học nó sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố của mình hay không, thì là có 13 ý kiến là biết rồi, nhưng mà họ cũng chưa có biết chi tiết lắm, tức là khoảng 65% người là biết có, nhưng mà còn cụ thể như là cô Estella trình bày thì chưa có rõ. Chỉ có 15% người là có vẻ biết rất là rõ, ví dụ như là cái ý kiến cho mà theo em hiện nay tình hình sử dụng các chất rối loạn nội tiết đang mất kiểm soát vậy đó, thì là người này là biết cũng khá là rõ là những cái bệnh liên quan đến ung thư vú, ung thư cổ tử cung, hoặc là trẻ em bị dị tật bẩm sinh, hoặc là cái ý kiến in đậm ngoài ra các chất kháng sinh trong chăn nuôi, tăng trưởng đó mà xử lý ra hoa trái vụ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống nội tiết của cơ thể, thì những người này có vẻ là cũng biết rõ. Còn có khoảng 4 ý kiến là chưa có biết nhiều, thì là khoảng 20%. Như vậy thì cho thấy là đâu đó thì cũng gần như 80% chúng ta là đã biết những cái chất hóa học có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố. Thì chỗ này cá nhân tôi cũng có thảo luận thêm là tại sao câu hỏi của ban tổ chức lại là những cái hợp chất ảnh hưởng đến nội tiết tố mà không nói là ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung. Tại vì ví dụ như là ảnh hưởng đến gây ra bệnh ung thư đi, thì chưa chắc là nó chỉ liên quan đến nội tiết tố. Ung thư thì nó sẽ còn ảnh hưởng đến là nó phải gây ra đột biến gen, thì các tế bào nó mới bị rối loạn, mất kiểm soát và nó thành ung thư. Cho nên chỉ đề xuất là có thể câu hỏi của mình đổi lại là những cái hợp chất hóa học mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe thôi, chứ không nhất thiết là gây rối loạn nội tiết tố. Ngoài ra thì trong cái phần 1 này thì cũng có một bạn tên là Xã. Có gì Đức nói rõ họ tên của chị Xã chứ, không có nhớ. Thì chị Xã là đang ở cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng, thì chị Xã cũng có chia sẻ thêm là chị Xã biết về cái việc mình sử dụng nitrat trong bón phân cho cây quá mức ấy, thì cái hợp chất nitrat tồn đọng đó nó đi vào cơ thể của mình thì nó có thể biến thành những cái hợp chất khác và nó gây bệnh. Thì chị Xã biết được cái này là do đọc những cái bài báo khoa học, thì nếu mọi người quan tâm thì có thể là sẽ chia sẻ lại những cái bài báo khoa học đó về cái nguy cơ của việc mà chúng ta sử dụng nitrat quá mức trong canh tác. Đối với câu hỏi thứ hai là mình sẽ làm gì để có thể đóng góp vào cái chuyện là giảm những cái ảnh hưởng của những chất hóa học này, thì có 12 ý kiến, chắc là nhờ Đức sang cái câu hỏi số 2. Thì 12 ý kiến của câu hỏi số 2 thì mình chia ra làm 5 nhóm ý kiến. Thứ nhất là nhóm ý kiến liên quan đến mình phải tăng cường giáo dục cho người dân để hiểu về những ảnh hưởng của chất độc hóa học này, thì có khoảng 4 đến 12, tức là khoảng 33% là mọi người nghĩ là nên tăng cường cái việc giáo dục kiến thức. Có 3 ý kiến là giáo dục cho người dân tăng cường sử dụng, tức là làm sao cho người tiêu dùng họ tăng cường sử dụng những cái sản phẩm sạch nhiều hơn, thì là khoảng 25%. Có 2 ý kiến là về nhà nước phải có những quy định, những chính sách để ủng hộ cho nông nghiệp hữu cơ, hoặc là bắt buộc người ta phải dùng cái này không dùng cái kia chẳng hạn. Thì chỉ có 2 ý kiến là quan tâm đến chuyện nhà nước phải đưa ra luật, đưa ra quy định, là 97%. Và đại đa số rất là mừng, cá nhân tôi rất là mừng là đại đa số là ý kiến của các công ty, các doanh nghiệp, các trang trại v.v. là có 5 ý kiến trên 12 ý kiến, thôi chiếm 42%. Tức là mọi người hứa và mọi người đang thực hiện cái việc là sản xuất sạch. Ví dụ như là các anh chị nuôi tôm, là các anh chị hoặc là trang trại, có một anh chị nói là ở 2.000 nông dân ở Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, rồi một số những cái anh chị khác sản xuất khác. Và trong cái này thì có một bạn là hỏi về, chắc là một lát nữa sẽ nhờ cô Estella hoặc là ai đó trả lời giúp cho bạn đó, là bạn đó đang sản xuất sữa và dùng những cái bao bì mà có nhựa ấy, thì chắc là nhờ bạn này gõ vào ô chat lại ha, là bạn đang muốn hỏi về cái vật liệu gì và để thay thế cái vật liệu đó cho nó sạch hơn. Và chỉ có một ý kiến của cá nhân tôi
là liên quan đến trường đại học là về đào tạo, tức là tính ra 1 trên 12 là khoảng 8% thôi. Thì các bạn cũng có thể đọc trên cái màn hình ha, là hiện nay tôi là giảng viên thì tôi sẽ cố gắng là đưa những cái nội dung này vào bài giảng của mình cho sinh viên của ngành sinh học và công nghệ sinh học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Và cái thứ hai là do tôi là trưởng khoa, hiện nay trường cũng đang làm kế hoạch chiến lược 2021-2025 và khoa cũng đang làm kế hoạch chiến lược, thì chắc chắn tôi sẽ đưa nông nghiệp hữu cơ làm một cái định hướng chiến lược của khoa trong 5 năm tới, hoặc là định hướng đến 2030 hoặc là sau này luôn, để mình có thể giúp cho Việt Nam trở thành một cái quốc gia mà đi đầu trong cái nông nghiệp hữu cơ. Tại vì mình có tiềm năng về nông nghiệp hữu cơ rất là mạnh, về nông nghiệp rất là mạnh, thì tại sao mình không phải là nước đi đầu nông nghiệp hữu cơ. Thì là trưởng khoa thì tôi chắc chắn tôi sẽ đưa cái kế hoạch chiến lược này vào. Và rất là cảm ơn ở đây, phải rất là cảm ơn bạn Việt Hà, bạn Hà Bích Quyên xin lỗi, là giám đốc của công ty Việt Hà, là người đã giới thiệu cho Nhân đến với lại cái lớp học của mình ngày hôm nay. Một điều rất 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 là cảm ơn Quyên. Và do là tôi cũng là ủy viên của ban chấp hành đảng ủy nhà trường cũng như là thành viên của hội đồng trường, nên tôi cũng sẽ có ý kiến với trường để mà đưa những cái này vào trong chương trình đào tạo của trường và biến nó thành một chương trình đào tạo của khoa của nhà trường, để đào tạo cho không những là sinh viên mà đào tạo cho người nông dân và bất cứ người nào ở ngoài xã hội mà muốn học về cái vấn đề nông nghiệp hữu cơ, thì khoa rất là sẵn sàng hợp tác với công ty, với lại Mekong Organic để mình làm những chương trình đào tạo này. Rất là cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội để chia sẻ, xin hết. Dạ, rất là cảm ơn chỗ thầy Nhân ạ. Một cái chia sẻ cũng như là một cái tóm lược rất là hay và rất là tổng quát tất cả các ý kiến của các thành viên trong cái nhóm. Và mình thấy rằng là các mọi người đã sử dụng cái Padlet này cũng rất là thuận tiện khi mà thấy được rất là nhiều ý kiến ở đây. Mỗi một người là một cái ý kiến, hoặc là có thể thậm chí là một người có thể là một hai ý kiến vẫn được. Rồi rất cảm ơn nhóm đã có chia sẻ với lại phiên họp chung. Dạ, xin mời nhóm tiếp theo ạ. Xin mời nhóm 5. Em xin trở lại bên đây. Rồi, xin lỗi, xin mời nhóm 5. Nhóm 5 ở đây thì nhóm 5 cũng đã có sử dụng cái ứng dụng Padlet này thì chia sẻ lại. Và xin lỗi, cái này cũng hang. Rồi. Xin mời đại diện của nhóm 5. Lúc nãy mình có đề cử chỗ anh Tâm không cô Nhung? Dạ, xin mời anh Tâm ơi. Tâm đâu nhỉ? Tâm ơi. Anh Nguyễn Minh Tâm đúng không ạ? Đúng rồi, Nguyễn Minh Tâm. Dạ, em hả cô? Em nói đi. Xin mời anh Tâm. Thì em xin phép đại diện cho nhóm 5 để trình bày cái cách mà thảo luận. Thì trong cái câu thứ nhất đó, thì ở trong nhóm rồi mọi người cũng đã có cái nhận thức được là các cái chất bảo vệ thực vật, cái chất mà rối loạn gây ra rối loạn nội tiết đó, thì nó cũng có, nhưng trong các cái thuốc diệt cỏ và cái thuốc trừ sâu đồ này nọ, nhưng mà cái đó thì nó không rõ ràng thực sự là như thế, nhưng là nó ảnh hưởng đến con người thì nó không có thể hiện rõ, và chỉ có ví dụ như ở trong cái những cái chai nhựa thì cái đó là nhất là người dân ở thành phố thì người ta có nhận thức rõ ràng hơn, còn đối với những cái người nông dân mà sản xuất trực tiếp thì chỉ khi nào mà cái sức khỏe của họ mà nó bị ảnh hưởng, tức là khi mà họ đã bị bệnh thì lúc đó họ mới nghĩ đến cái vấn đề đó. Còn cái tổng quát các ý kiến của mọi người á, thì giống như đang thể hiện trên màn hình á, là hiện giờ thì các cái công bố, các cái quy định của nhà nước nó cũng chưa có được nhiều đấy, và trong cái việc chăn nuôi thì cũng không có, nói chung là mình không có cái tài liệu hướng dẫn chung của nhà nước và các cái quy chế về pháp lý để mà người dân có thể tuân theo. Còn cái vâng, em thì em thấy như thế, còn thầy thực sự là cái câu số 2 cho anh, số 2. Vâng, còn cái câu hỏi số 2 thì là cái trách nhiệm của người nông dân á, thì giống như nãy cô Nhung cũng có nói là nếu mà đối với lại
người dân ở thành thị thì trước hết là sẽ tích cực là tham sử dụng các cái chất các cái sản phẩm hữu cơ để kích thích cái thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ. Còn cần sau, bên cạnh đó thì cần phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về tác hại của các hóa chất gây rối loạn nội tiết có chất có cái nguồn gốc tự nhiên đó, thì cần phải được khuyến khích để sử dụng thay thế các dụng cụ từ hóa chất tổng hợp từ nhựa. Đấy. Còn các cái giải pháp khác như là để hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ thì sẽ là hướng dẫn cho người dân cái cách xử lý cỏ, cách quản lý cỏ để tạo cái lớp phủ tăng độ màu mỡ cho đất, hạn chế sử dụng các thuốc diệt cỏ. Và riêng em thì em có cái góc nhìn khác, tức là hồi nãy em cũng có đưa ý kiến trong nhóm, đó là thực ra người nông dân người ta cũng không phải là người ta không 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 có ý thức đâu, nhưng mà người ta cũng không biết làm gì. Tại vì khi mà thực sự là khi mà người ta trong quá trình canh tác mà nếu mà cây bị bệnh hoặc là cái vật nuôi bị bệnh thì người ta không có cái chỗ nào khác ngoài đi, tức là xung quanh họ thì chỉ có những cái cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật và các cái phân hóa chất đấy, thì họ không không có chỗ nào khác để đi. Thì cho nên là ở đây là mình cần phải giáo dục hướng dẫn cho người dân cái cách để mà sản xuất cái sản phẩm hữu cơ và các cái sản xuất cái thuốc bảo vệ thực vật và các cái phân bón hữu cơ để cho người dân người ta tự tự chủ được trong cái việc sản xuất của họ, thì cái đó nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Ngoài ra thì em tổng hợp thêm một số ý nữa, tức là có thể là tìm kiếm các cái sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ để người dân có cơ hội để mà sử dụng nhiều hơn. Và bản thân của một người đi tiên phong, có người có trong nhóm thì cũng có ý kiến, tức là phổ biến các cái mô hình sản xuất xanh như là mô hình vườn rừng và canh tác đa canh thực hiện bảo vệ thực vật bằng phương pháp vi sinh. Thì các phương pháp này cần mất nhiều thời gian hơn, nên là cần phải mọi người phải kiên trì và thực hiện hơn. Và em xin hết ạ. Dạ rồi, vậy rất cảm ơn anh Tâm đã dành thời gian tổng hợp cũng như chia sẻ lại với các thành viên trong phiên họp chung. Cảm ơn nhóm số 5 và xin mời nhóm tiếp theo ạ, nhóm số 6. Nè. Dạ nhóm rồi. 6. Dạ rồi, em xin đại diện cho nhóm 6 để trình bày nhanh để chúng ta cũng hơi trễ rồi. Dạ có thể present lên giúp em lớn lên được không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn. Dạ về thì câu hỏi đầu tiên thì ở trong thành viên nhóm thì có khoảng 33 thành viên là đã nghe nói và cũng biết cái chất này nhưng chưa biết sâu, và họ cũng đề xuất là sẽ cần thêm các thông tin về dữ liệu khoa học cụ thể, thì hy vọng là ban tổ chức sẽ chia sẻ thêm những nghiên cứu của cô Estela hoặc là những nghiên cứu khác. Có một vài ý kiến ở về cái phần này thì ví dụ như của em thì là cái việc sử dụng hóa chất trong đời sống hàng ngày rất nhiều, không chỉ có từ các cái loại thuốc bảo vệ thực vật nhưng mà nó còn ở trong các cái xà bông chai nhựa, đặc biệt là những cái vùng trọng điểm của nông nghiệp như ở Lâm Đồng thì họ sử dụng rất là nhiều. Có một thực tế là có một cái đội ngũ khoảng từ 50 đến 60 tuổi nam giới ở cái vùng rau trọng điểm Thái Phiên của Đà Lạt thì cái tỷ lệ tử vong của họ bởi ung thư trong những năm vừa qua lên rất là cao. Rồi một ý kiến của chị Nhật Hằng thì cũng có ý kiến là đã tham khảo các tài liệu và biết qua các cái chất gây rối loạn nội tiết nhưng mà chưa hiểu sâu. Có thể gửi xuống giúp em cái phần phía dưới bạn tiếp theo. Dạ vâng. Có thể đẩy lên như thế. Đây. Dạ vâng. Rồi. Rồi có một cái ý kiến của thầy Hải thì các loại hóa chất về liên quan đến rối loạn nội tiết thì mới biết một số thông tin liên quan đến nhựa EDC, có nghiên cứu trên thế giới, rồi các cái có trong các cái chai nhựa hoặc đồ chơi trẻ con, nhưng số liệu cụ thể như thế nào thì chưa có, thì cái này cũng cần phải có cái nghiên cứu thêm. Rồi hiện tại thì có một số các tổ chức quan tâm tới rác thải nhựa chai nước uống đã được chọn lựa kỹ càng để mà
giảm cái tác động. Ví dụ như thầy chia sẻ những cái mô hình, ví dụ như gom cái chai nhựa các nhỏ bỏ vô chai, sau đó làm những cái công trình thân thiện với môi trường, ví dụ như là cái ghế hoặc là tái sử dụng làm cái bồn cây chẳng hạn. Rồi ngoài ra có một ý kiến khác là thuốc bảo vệ thực vật thì tới 98% là nhập từ Trung Quốc, khi mua thực tế thì không có nguồn gốc xuất xứ. Nhiều nguồn thuốc thì ghi là thuốc trừ sâu sinh học, thì có lẽ là đánh cháo cái khái niệm để mà lừa người dân thôi. Nhưng mà cầm chục viết phun xong thì hôm sau có thể có những cái có tồn tại những cái hợp chất gây rối loạn nội tiết, gây ung thư như là amatectin hoặc là các hợp chất mạch vòng. Về chị Xuyên chạm bảo vệ thực vật, không biết của tỉnh nào thì có chia sẻ là chất trong chai nhựa để trong tủ lạnh uống thì không đảm bảo và có thể gây ung thư vú. Và địa phương còn lại có những cái giải pháp về khuyến khích nên sử dụng các chai thủy tinh trong các cuộc họp hoặc là thay để thay thế các sản phẩm nhựa, cũng như là có những chương trình cùng nông dân bảo môi trường, ví dụ như là thu gom rác thải và thuốc bảo vệ để liên kết hợp cùng với là tập đoàn Lộc Trời để tiêu hủy và có thu phí. Chi cục bảo vệ thực vật thì chịu trách nhiệm phối hợp với công ty để thực hiện. Chị Hằng từ Viện Cây Ăn Quả Miền Nam hiện đang làm ở Đại học An Giang thì có chia sẻ về một cái mô hình là đã hỗ trợ cho các cái bà con ở vùng trồng khóm, trồng dứa ở vùng đất phèn, có cái để mà giảm cái lượng nitrat ở trong cái vùng đó, thì sau khi mà áp dụng những cái giải pháp của bên chị thì đã đáp ứng được các cái tiêu chí là không còn cái dư lượng nitrat từ cái nhà thu mua. Dạ rồi, xin cho em lên cái ý kiến tiếp theo của cái câu số 2. Rồi, về cái bạn với tư cách của cá nhân thì bạn có thể làm gì? Thì từ chị Phạm Thị Đỗ thì vừa rau quả miền Tây thì chị mong muốn là sẽ thúc đẩy cái việc sản xuất nông sản hữu cơ, cũng như là sẽ mở rộng cái diện tích trồng cây ăn quả theo cái hướng này, và sẽ hy vọng là sẽ là một cái hạt nhân để lan tỏa cái tinh thần hữu cơ ra trên địa bàn tỉnh. Rồi tiếp theo thầy Hải thì có chia sẻ sẽ tìm hiểu thêm các thông tin liên quan đến tác động cái việc mà thay đổi nội tiết nói riêng và sức khỏe nói chung, để chia sẻ đến các cái tổ hợp tác xã hoặc là những cái nơi liên quan sản xuất an toàn, sản xuất hữu cơ mà thầy có cái mối liên kết. Còn bên đại học đại diện của Đại học Tiền Giang thì sẽ hướng tới việc là giúp nông dân ở cái vùng sản xuất đạt chứng nhận Việt Gáp và sắp tới là sản xuất hữu cơ. Tuy nhiên là có một lo lắng là cần phải có cái việc là bảo đảm cái việc là đầu ra và cũng như là những nguồn lực hỗ trợ khi mà họ chuyển hướng sang sản xuất hữu cơ. Đối với lại một anh gì em quên tên là đang trồng đậu ở sinh thái ở Quảng Nam thì anh có chia sẻ là sẽ lan tỏa cái mô hình trồng đậu hữu cơ của anh cho các cái hộ xung quanh đã làm rồi, nhưng mà sắp tới sẽ làm mạnh hơn nữa. Thì đó là toàn bộ cái thảo luận của bên nhóm 6, và em xin dừng lại cho các nhóm khác. Xin chân thành cảm ơn. Dạ rồi, xin cảm ơn anh Phú ở nhóm 6 ạ. Dạ. Rồi, xin mời tiếp theo ạ, xin mời đại diện của nhóm 7. Xin mời các thành viên của nhóm 7. Dạ, em xin chào các anh chị ạ. Dạ, em tên là Hồ Thiện, em ở công ty Cánh Đồng Xanh. Em xin đại diện nhóm 7 để trình bày ngắn gọn về các cái thảo luận của nhóm ha. Dạ. Thì ở câu hỏi số 1 á. Alo các anh chị nghe em nói không ạ? Dạ, có nghe tốt ạ. Dạ. Ở câu hỏi số 1 thì bên nhóm em cũng có trình bày qua các cái nghe ý kiến của các cái nhóm từ 1 đến 6 thì cũng có những ý trùng lặp, thì em sẽ tóm tắt ngắn gọn thôi. Thì ở nhóm em thì có cái ý kiến đưa rằng thì trong quá trình mà trong cuộc sống ở nói chung là ở Việt Nam thì cái việc mà sử dụng hóa chất thì nó rất là nhiều và nó hiện hiện ở khắp nơi, từ sản xuất nông nghiệp đến sản xuất công nghiệp ha. Thì cái tồn dư và cái hệ lụy về cái chất hóa chất á, thì nó rất là nhiều và mọi người nó cũng chưa có một cái nhận định về từng chất rõ ràng. Tuy nhiên thì qua cái bài học của cô á, thì chúng ta thấy rõ ràng là các cái chất này nó sẽ tác động vào cái nội tiết tố của mình ha, nó làm cho cái gây ra các cái bệnh như các anh chị đã trình bày ở trên ha. Thì các cái chất nó không chỉ là tồn tại trong cái quá trình sản xuất mà trong quá trình chế biến bảo quản và cả quá trình mà tiêu dùng trong sản chế biến trong 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 cuộc trong tiêu dùng ấy.
việc sử dụng các cái sản phẩm ngoài nông nghiệp ra, thì các cái sản phẩm như là túi nhựa hoặc là chảo hay là các cái thao chậu thì nó cũng đều tồn, có nghĩa là hiện các cái chất hóa chất mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì ở ngay cái bài học này thì chúng ta thấy là nó tác động lên cái nội tiết tố của con người ha. Thì để giảm cái sự tác động của nó thì chúng ta nên sử dụng các cái sản phẩm sạch, cũng như là các cái thay thế các cái túi ni lông hoặc là các cái thao chậu gì đó bằng những cái sản phẩm mà thân thiện hơn. Ví dụ như là một số ý kiến của các bạn anh chị trong nhóm là sử dụng các cái vật liệu thay thế từ thiên nhiên như là lục bình, hay là các cái túi lục bình, hay là các cái từ đan, từ chiếu, cối, lát rồi đó. Chúng ta để chúng ta hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa. Và thêm một cái ý nữa là chúng ta có thể cái trường hợp mà chúng ta không có thể có những sản phẩm thay thế thì chúng ta có thể là hạn chế sử dụng đến mức thấp nhất ha. Rồi ở câu hỏi số 2 thì nhóm cũng thì ở các cái nhóm như là nhóm ở nhóm 3, nhóm 4 thì chúng ta thấy là tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên cũng như là người nông dân hiểu về các cái sản phẩm sản xuất hữu cơ, sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Và ở nhóm 3 thì chúng ta thấy là có thầy có nói là nên tuyên truyền các cái tác hại của các sản phẩm hóa học để chúng ta thấy nó có hại nên chúng ta sẽ hạn chế nó đi. Còn riêng ở nhóm 2 thì chúng ta nói là đang đưa ra những cái nên có thật sự tham gia của nhà nước và đưa ra các cái luật hoặc là nghiêm khắc cho việc sử dụng cái hóa chất trong sản xuất nông nghiệp ha. Thì riêng ở nhóm nhóm 7 sẽ có thêm một cái bổ sung, đó là ngoài cái việc mà tuyên truyền rồi đưa ra các cái luật để mà chúng ta hạn chế sử dụng hóa chất, thì ngoài đó chúng ta còn nên tạo ra những cái sản phẩm mà hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ để kích thích cho những người sản xuất, người trồng hữu cơ, họ có những cái sản phẩm mà hỗ trợ, thì khi mà họ có những cái thành tựu trong cái quá trình trồng trọt thì phấn khởi hơn và họ sẽ có những cái yêu thích hơn về nông nghiệp hữu cơ. Nhóm 7 có một số ý kiến như vậy. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn Thiện, công ty Cánh Đồng Xanh đã chia sẻ, đại diện nhóm 7 đã chia sẻ lại các nội dung thảo luận. Rồi, vậy là mình tổng kết hết 7 nhóm, thầy có thể là thầy tóm tắt lại. Xin cảm ơn tất cả. Để tôi dịch tiếng Anh sao, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình đào tạo bữa nay, buổi thứ 2. Bữa nay giờ cao điểm nhất cũng 200+ người, tới giờ phút này thì còn 150 bạn, thì điều đó rất là quý. Thì câu chuyện thì chúng ta có thể tóm tắt lại như sau. Đó là thì cái vấn đề mà hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe, hầu như trong chúng ta ai đều cũng nhận thấy điều đó. Tuy nhiên nó cụ thể hơn, sâu hơn là ảnh hưởng đến chất nội tiết tố thì hầu như chúng ta cũng nghe mà mơ mơ màng màng, chứ thật ra cũng không có đủ cái bằng chứng khoa học về mặt xuất bản trong nước cũng như nghiên cứu khoa học trong nước thì cũng còn hạn chế, mà quốc tế thì chắc tôi nghĩ cũng chỉ có số người đọc được tiếng Anh thì có thể tìm hiểu được, chứ còn lại thì mình cũng còn thiếu thông tin chỗ này. Rồi cái ảnh hưởng nó có thể là tại sao cô Estella cũng đặt câu hỏi ảnh hưởng đến không ảnh hưởng đến sức khỏe chung mà ảnh hưởng đến nội tiết tố, thì chắc cái bài của cổ theo tôi hiểu là nó có nói gì nội tiết tố, thì có thể nói chuyện với thông điệp với cổ để cổ có cái trả lời. Còn về mặt các nhóm thảo luận thì tôi thấy các bạn đều có những cái giải pháp. Thứ nhất, giải pháp hành vi, thay đổi hành vi ở cộng đồng, ví dụ như thay đổi các cái phương pháp canh tác, rồi thay đổi các cái phương pháp tiêu dùng, hành vi thay đổi sử dụng chai thủy tinh thay thế chai nhựa vân vân, đó là những hành vi ở góc độ cá nhân và cộng đồng. Và cái yếu tố tôi thấy nữa là yếu tố chính sách, thì các bạn cũng có đề cập chính sách thì cần đẩy mạnh hơn, cụ thể hơn. Hiện nay chính sách thì cũng chưa rõ, chưa có được nói thì có nhưng mà chưa có mạnh lắm.
về mặt giải pháp thành đào tạo thì riêng đào tạo thì đây cũng có số quý thầy cô, đặc biệt là như chỗ thầy Nhân, thầy Hải, chị Trương, Lê Dân, thì mấy thầy cũng có đặt cái vấn đề là đào tạo, thì đó là cũng còn một những cái điểm mới. Tôi thấy là cũng cái chương trình của chúng tôi thì tuy rằng nó không phải là như một cái viện trường lớn, nhưng mà nó cũng có những cái thông điệp để các trường như ở Việt Nam cũng có được cái chú ý, là cũng mong muốn là để đưa chương trình này thành cái chiến lược đào tạo nông nghiệp hữu cơ ở một cái trường lớn như Đại học Quốc gia, thì đó là một cái rất là quan trọng cho Việt Nam. Giải pháp thể chế thì chúng ta thấy thể chế cũng là một trong những cái giải pháp nghiêm minh đối với các cái xử lý. Thì thể chế thì thôi, cái bà mảng đó thì các bạn biết là nó là câu chuyện dài hơi. Thì ở Việt Nam chắc cũng có ra nhiều cái quy định, nhưng mà thực thi thì cũng còn những cái hạn chế. Thì tổng kết lại trong cái buổi hôm nay, thì mặc dù nó chỉ cái bài nói chỉ nói về ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng của quá chất nội tiết tố thôi, nhưng mà nó đẻ ra nhiều cái vấn đề mà chúng tôi cũng học được rất nhiều từ các bạn. Kiến thức của các bạn rất là rộng, rất là sâu, chia sẻ cho cái lớp học thì chúng ta học lẫn nhau rất là nhiều. Thấy ở đây tôi cũng học được rất nhiều từ các bạn. Có những thứ nói thật chứ tôi cũng xin thưa tới học tới chưa vào đại học thì tôi cũng ở nhà tôi làm ruộng, tôi cũng xịt thuốc từ lưa cho quý vị, tôi cũng đâu có biết là nó ảnh hưởng đến sức khỏe mình dữ gì đâu, đâu ai nói đâu biết. Nên là nhờ đi học mình mới biết, chứ còn nói thật cũng không biết là tới bây giờ nó là, nếu mà không đi con đường hữu cơ chắc tôi cũng xịt thuốc, tôi cũng ào ào ha vậy đó. Nên là thôi, cái đó là cái hành vi mà khi mình có học mình mới có thay đổi được, có biết mới thay đổi. Còn bây giờ mình đã làm hữu cơ rồi mà ai rủ làm gì lợi quá chất ấn nó sợ lắm, nghe nó làm gì mà giống như tôi có kể cái câu chuyện có người bạn lại nhà tôi thấy mấy cái bụi cỏ hôm trước, hỏi anh Kiên sao anh không lấy thuốc xịt cỏ anh xịt cho nó chết cho nhanh anh nhổ chi. thì đó là cái suy nghĩ của người ta là trong đầu nảy sinh ra là phải sử dụng hóa chất để diệt, trong khi mình thì không có. Thì tôi nghĩ là trong cái khóa học này ít nhất giúp cho các anh chị có nhiều kiến thức rất là đa dạng, trong đó tôi cũng đang học đây, chứ cũng đâu có phải là mình biết hết đâu. Thì xin cuối lời chắc xin cảm ơn, tôi xin dịch lại cho cô Estella vài câu để cho cổ vui để mình trước khi mình kết thúc nha các bạn. Estella, are you still there? Estella? Yes, I am here. I'm just trying to catch up some Vietnamese. Yes, we are sorry that we are late about 30 minutes. No worries. We have lots of discussion about your two questions. Good. Regarding to the impact of chemical and the response of community to to the impacts, and we identify most participants identify the impact of chemical range of chemical on human health. That's particularly the endocrine scene. And they identify the different ways to respond or to adapt, like in terms of policy, in terms of market, in terms of community behavior and education. Right. That's the key. The key way, key strategy, or adaptation to cope with the impact. Yeah, I agree that we can identify and understand the impact, but the best way is to identify the solution and the adaptation way. Yes, that's right. Because we cannot stop carbon emission straight away, but at the same time we need to think about how we adapt. For example, university like Dr. Nhân, he mentioned us. He recommend to incorporate the organic agriculture into the strategies of the faculty of the university,
And others, people, you know, commit to change their behavior before they change community. This is the objective of this course, right? That's the summary that I think we are very honest to say thank you for your enthusiasm and your passion to commit with Mekong Organic. Thank you very much to bring the new knowledge to our Vietnamese organic community. Thank you very much. We hope to read your books in the future. Very soon. I will send it to you for the edition very soon. I'm just trying to adapt some chapters. Thank you. Anyone want to say something? I see Dr. Nhân raise your hand. Yes. Thank you. First of all, thank you for Mekong Organics so much for organizing this class. And thank you, Estella, so much because although I know a little bit about the effect of chemicals on human health, but this is the first time that I know in very detail. And it's very, it very inspired me to like to change my attitude or to change my strategy for my faculty. So because like Dr. King already mentioned, I am the Dean of the Faculty of Biology and Biotechnology of University of Science, National University. So I would like to have more collaboration with you in the future, maybe to study about how the chemicals can affect on the health of Vietnamese people. So I just wanted to open this that collaboration, and I just I want to have more information about like is there any research about the effect of the chemicals in some country, but they study two different populations. One population that they use a lot of chemicals in agriculture practices, but the other population, they don't use it much. So is there any research like that in the same country, but they compare two different populations? And is this give a clear conclusion about the effect of chemicals on the human health? Oh yes, there are many. And okay, that's good. It is 100% proven. Okay, so if you have any papers about that, would you share it with us? If it's already in your book, then it's very good. I will just read your book. Yes. And again, thank you so much, Estella. It's very nice speech. Thank you, Nhan. Thank you so much. Thank you, everyone. I will send the information to Dr. Kien. Okay. And also, you know, I'm just changing some chapters of my book in English to adapt to Vietnamese. Yes. So as soon as I have this, we are going to edit it here in Vietnam, and I think it's gonna be quite useful. Okay. Thank you, Estella, again. Thank you, Nhan. Thank you. And on any other participants, you want to say something? Các bạn khác, các bạn có chia sẻ những cái gì đến cô Estella không? Anh ấy có thời gian cho một câu hỏi không anh? Có một chị đặt câu hỏi mà mình chị còn đây không? Câu hỏi đến cô Giáo. I think it's over time. Hãy qua forum đi. Gửi qua cái tin nhắn. Thank you, Estella. I hope we have a chance to see each other in Vietnam. Thank you very much. I hope we can meet. Yeah, I hope the COVID-19 is end and we can see each other in one time together. Okay. Yeah. Thank Dr. Kien, thank everyone, and thank a lot Dr. Nhân and another people happy to translate. That is the first time in my life to do the translate, and thank for all of you like to understand. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn sự hợp tác và giúp em, tại vì đây là lần đầu tiên em dịch trực tiếp luôn. Là nâng cấp lên trở thành chuyên gia dịch nha. Hay. Cảm ơn. Thank you everyone. Okay. Thank you Dr. Estella. See you again.
Atala, tomorrow you know Andre leave. Andre Law, he's the former IFARM president. He will talk about regenerative agriculture. Great. If you are interested, you can we send you the link and you can join. Yeah, sure. Yes, please. Yeah. I will be online. Yes. He published a book about the myth of pesticide on the children. Yeah. Also very, very relevant to you. Yeah. Okay. Thank you very much. Bye, everybody. Bye. Dr. Atala? Yes. Sorry, so one more thing, probably like we can collect all of the questions and respond from the participant today and then translate into Vietnamese, English, I think, sorry. And it can help, like you can understand what we discussed together so far. Oh yeah, thank you. Yeah, yes. I think it would be good. Let's all the things is Vietnamese. Sorry. Yes, I know. Okay. So thank you very much to everyone. Okay, thank you. Bye-bye. 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 Okay, thank you. See you tomorrow. Yes. Tuần này mình đánh dày đặc thêm bữa thứ bảy nè các bạn. Tuần đầu nên chạy chứ không có giữ. Các thầy cô vất vả quá. Yeah. Cái này gần 11 giờ đêm của tôi rồi. Thôi. Cảm ơn Kiền nhiều nha. Chúc ngủ ngon. Dạ, yeah, cảm ơn Sang, cảm ơn mọi người. Ok. Lạnh không anh? À, bữa nay ấm rồi, bữa nay đỡ hơn rồi. Lúc ngày mùa xuân. Nên là êm lắm. Anh mà cây trồng cây rau cải vậy là